Làm con có cái máy nhè bệnh hết rồi đó. Nhè bệnh hết trơn hết trọi rồi đó. Hello mấy chị. Lấy cái áo này cho chị Thái Huyền nè. Thái Huyền trăm tư. Về con Thái Huyền trăm tư. Hello mấy chị. Cái này của chị Nguyên Quỳnh nè anh. Thật ra con thử chị Nguyên Quỳnh. Nguyên Quỳnh đúng không? Nguyên Quỳnh. Anh coi trong Zalo anh ơi, cái người đó nè, coi trong Zalo anh ơi. Nguyên Quỳnh. Anh kêu chị Nguyên là ngồi chị Nguyên rồi chị. Chim Nguyên á. Hello chị Susie. Tay mấy quạt qua đây một cái đi. Mấy quạt đây nè. Nè cái này của chị Nguyên Huỳnh nè. Nè con ghi cho ổng cái. Anh coi trong Zalo thấy không? Coi thử Nguyên Huỳnh sạch ra Nguyên Huỳnh nào. Trăm tư con Nguyên Huỳnh. Cho Hồng lấy cái người bên này. Rồi mọi người về đi kiếm người bên nó mệt. Bỏ cái bịch này vô cái bao cam phía trên rồi. Cho em xin cái nút chia sẻ nha mấy chị ơi. Cho em xin nút chia sẻ với chị Châu Hồng lấy hai cái quần Châu Hồng một cái nè. Chị ơi khô heo thời gian bảo quản được mấy tháng á chá. Thời gian nói chung là mẹ em thấy khô rồi. Thấy khô rồi chá. Chá muốn mua lúc nào cũng được ha. Chá muốn mua chá dặn em lúc nào cũng có. Chá muốn mua lúc nào chá cứ dặn em ha. Châu Hồng mà ở ở đâu quên nè. 208 không vậy? 208 thêm một cái nữa. Để kiếm cái nào. Đem hết xuống chưa bây giờ? Rồi. Rồi hả? Châu Hồng không cho tôi. Lúc này. Đọc đây đâu đây cái gì nào kiếm. Mấy chị bấm nút chia sẻ giùm em lên hàng sale ha. Bấm cho mình cái nút chia sẻ nha mấy chị nha. Em coi là cái quần nào khách đặt em quên mẹ mấy quần. Đợi chút mấy chị cho em xin nút chia sẻ nha mấy chị nha. Mấy chị cho em xin nút chia sẻ với. Ủa hết quần rồi hả Bi? Hết rồi. Thì con Bi có rồi thì Đây, Châu Hồng 208 nè. Hello mấy chị cho em xin lượt chia sẻ nè. Xả bộ cô tông đầu tiên xả cho mấy chị 120 đi, bộ cô tông dài. Bộ này chị nào 65 đến 80 kg vừa nha. Xả mấy chị 120 bộ này. Cho em xin lúc chia sẻ đi mấy chị. Tí xíu nữa em sẽ xả bung một bao áo thun. Tí xíu nữa em sẽ xả bung một bao áo thun cho mấy chị. Xả bung là xả lỗ luôn. Em xả cho mấy chị là 2 con 100 ngàn thôi. Xin lỗi mấy chị là áo thun này 120 ngàn nha. Áo thun đen 3D thiệt nhưng mà cái bao nó bị mắc phong long. Từ lúc đưa về chưa bán được cái nào hết. Bộ này 65 đến 80 kg, 80 hơn vẫn mặc vừa ha. Em xả cho mấy chị bộ cô tông này 120. Em xả cho mấy chị bộ cô tông này 120 ngàn nha. Chị nào chốt bộ này 120 chốt giúp giùm em cô tông 120. Ngày hôm nay em về quần lô quần tây lửng đẹp lắm. Ngày hôm nay chị nào mà hồi bữa giờ hỏi cái quần lô quần tây đó có lửng không thì ngày hôm nay về rất là đẹp nha mấy chị nha. Chị Châu Hồng hai cái quần đủ chưa? Rồi. Nguyên Huỳnh là nó tỉnh cho chưa anh Phước ơi? Nhung Đặng. Gì rồi, vậy? Rồi. Chị Nhung Đặng lấy bộ cô tông nè, 120, cảm ơn chị Nhung Đặng mở hàng cho em. Lấy cho chị Minh Anh đi, Minh Anh Hồ Chí Minh. Minh Anh Hồ Chí Minh 754 lấy 4 bịch kẹo. Bảy ơi, con kêu Bảy bưng cái thùng kẹo lên, sắp Bảy bưng chưa Bảy ơi? Bưng cái thùng nào mà nó bị xé rách mồng tơi á. Cái nào mà nó xé rồi thì bỏ bộ nhung lên kia coi. Bỏ bộ nhung lên trên cùng rồi bỏ tới không. Rồi xá bộ cô tông mèo nha mấy chị nha. Có gì mua nữa chị ơi
em mới dặn thêm rồi, em mới dặn là nó soạn kho ra để rinh lớn cho em, cho nên chị Châu Hồng, chị Châu Hồng có cái con này nè, eo 100 nè, em mới cầm em thấy nè, con này eo 100 nè chị. Chị ơi con này eo 100 nè, nhưng mà con này quần ống suông đẹp lắm chị Hồng. Con này em cũng có chụp hình nè, chị vô chị coi đi, con này eo 100 nè, là eo của chị Châu Hồng luôn nè. Mà về á mấy chị thấy mà quần của thằng xuất á, vải một trời với một vực. Lấy 4 bịch kẹo trước đi mày ơi. Lấy 4 bịch kẹo cho chị Minh Anh đi, 180 ngàn. 4 kẹo 180 ngàn. Được không? Lấy cái gì đây lấy xuống luôn con ơi. Để tắt kẹo lên nó đi mày ơi. Cái gì kẹo đó tùm lum lấy xuống cho con ơi. Chị ơi em mới nhận được 3 bill à. Còn nữa mà chưa nhận được, chị Nguyên Thảo nó chưa giao hết hả? Để em báo nha, mai em báo bưu điện chị Thảo mua hàng đi, không sao đâu. Chị Thảo cứ mua đi. Hôm nay em về lô quần tay trước nha. Nhưng mà trước khi về lô quần tay em xả cái này cho mấy chị á. Bấm giúp giùm em cái nút chia sẻ nha mấy chị thương em. Bấm giúp giùm em cái nút chia sẻ với. Xả bộ này 120 luôn nha. 160, 170 mấy. À, chị Minh Xu Hồng lấy em bịch kẹo và hộp bánh luôn. Chị có lấy mà chị có lấy kẹo mochi không? Chị có lấy bánh mochi không chị Hồng? Chị Hồng đừng chuyển khoản cho em nha. Hai bịch kẹo của chị Minh Xu Hồng là 90 ngàn, đừng chuyển khoản cho em. À, đây. Có lấy bánh mochi thì báo em một thùng là 200 ngàn nè, biết luôn ha. Hai hộp bánh của chị Minh Xu Hồng là 180 nha con. Hai kẹo 90, hai bánh 180. Chị ghi hai kẹo. Trời ơi, giờ lên quần tây mà mấy chị chốt quần tây mê lắm. Đừng có chuyển khoản nha. Đây là kẹo dẻo. Đây là kẹo dẻo, lấy thùng bánh luôn mấy ơi. Lấy thùng bánh mochi trên cùng luôn. Nè bé lùng nó thích cái vị gì tím tím nè. Lấy một thùng bánh luôn. Bé lùng nó thích cái gì tím tím á. Dạ, đúng củ chi. Củ chi đúng không? À, cái gì 754 hay nhiêu anh? Đúng không? Củ chi gì đó. Đúng không? Có áo thun tây dài, dạ mai chị Dung. Mai, lô Quảng Châu mai về đến nơi. Thùng bánh mochi của chị Minh Xu Hồng 200 ngàn. Bánh mochi nó có 3 màu. Mè đen, mè trắng và dẻo nha. Ăn gì vậy, uống miếng nước. Cho con. Cho con lên nước vậy. Cái ly nước trên phòng con phải không? Mấy chị chờ em chút xíu. Hôm nay về hai mẫu đồ, sưởng em. Bánh của chị Minh Xu Hồng đang lấy nè. Mà ở giữa thì nó có đậu phộng nha chị. Ở giữa nó có đậu phộng ha. Bánh này của thằng Nhật ngon lắm chị, mềm. Nít thích, người lớn cũng thích. Bánh này dễ ăn quá chị ơi. Không có ngọt. Không có ngọt lắm mấy chị. Rồi bộ cô tông nha mấy chị nha. Bộ cô tông. Xả mấy chị 120. Ai? Lấy bộ bình nước tặng gì trong trường. Đây nha mấy chị nha. 120 bộ cô tâm. Kèm với lại quần dài. Đúng rồi lại. Kèm với lại quần dài nè mấy chị ha. Lấy hai bịch kẹo với hai hộp bánh của Nguyễn Phương Nam, bánh hộp tím với hộp đỏ phải không? Cái này đưa cho cô tâm trường, tặng cô tâm trường. Hai hộp này 180. Hai hộp này 180 nè, của chị Nguyễn Phương Nam. Thôi được, lấy tiếp hai bịch kẹo dẻo đi vậy. Còn mochi thì mà 200 ngàn thùng. Mochi này của hàng Nhật nha mấy chị nha, chứ đừng có mua cái hàng Trung Quốc mà chìm tàu bác. Một bịch thì 50 ngàn mà hai bịch kẹo dẻo thì 90 ngàn nha mấy chị nha. Bộ cô tông này xả cho mấy chị 101 đi cho nó hết hàng ha, xả 101. Chị nào chốt cô tông chốt lên giùm em 60 đến 85 kg nha. Cô tông 60 đến 85 kg. Chị nào chốt cô tông chốt lên giúp giùm em 60 đến 85 kg một bộ. 60 đến 85 kg vải rất là mềm nha. Rồi xả cho mấy chị 110 nghìn mấy chị ơi. Xả cho mấy chị là 110 nghìn. Chị nào chốt bộ này 110 nghìn thì chốt lên giúp giùm em 110 nghìn ha. 110 nghìn bộ này. 110 nghìn bộ này, chị nào chốt bộ cô tông này chốt lên giúp em nha. Bộ cô tông của BB. Rồi. Bộ cô tông của BB nè. Cái bộ này mà BB cầm vô cái vải nó sướng lắm. Cái bộ này nè. Nguyễn Phương Nam có chia sẻ. Cái bộ này mà chị nào cầm vô cái vải là chị đã mê say lắm. Vải mềm lắm mấy chị.
vải mềm và rất là êm luôn ha. Một thùng bánh mochi luôn cho Nguyễn Phương Nam phải không con, đọc tin nhắn đi. Một thùng bánh mochi luôn mày. Hôm nay lên vườn tây nè, lên cái mê mẩn luôn. Bánh chị giờ có bánh tím với bánh đỏ, để đợi tí xíu. Khô heo, khô heo thì mấy chị biết rồi, khô heo mẹ em làm mấy năm nay rồi đúng không? Đưa hai hộp bánh này, lấy nhi lùng bộ đen nè, coi thử nhi lùng thành phố hay nhi lùng tỉnh nè. Nhi lùng bộ 101 nè. Bánh tím, bánh đỏ với lại kiều diễu. Còn khô heo thì khô đây nè, 90.000 hộp nè mấy chị, 90.000 hộp bánh ha, 90.000 hộp bánh. Còn cái đây là kiều diễu giống như em đang ăn hồi nãy, nhưng mà nó không ngọt lắm nha, ngọt lắm thì em đã không ăn rồi ha. 50.000 một bịch, mà hai bịch thì 90.000, hai bịch 90, hai bịch 90, 90 hai bịch, 90 hai bịch, và hai bịch 90. Khô heo mua nhỏ bao không? Nè, ngày hôm nay mà về cái lai quần này mấy chị mê lắm luôn. Em nói thiệt nha, ngày hôm nay về cái con quần mấy chị coi nè, form đẹp không? Trời ơi, form em nói mấy chị đẹp xuất sắc. Mấy chị coi cái lai quần ở dưới nó làm nè, nó làm chung nè. Trời ơi, thật sự là em mê cái con quần này lắm luôn á. Em lấy cái mẫu của tụi hot trend trên mạng em may á. Mà cái gì á Bi? Cái gì Bi? Mà em nói thật sự với mấy chị á, phải mê tơi luôn coi nè. Trời ơi, 200.000 một con quần lửng nè. Ngày mai về, ngày hôm nay đi hàng chắc ngày mai về tới nơi. Hình như ngày mai về tới nơi một lô áo là 200 áo tay dài đó chị Ngân Ngọc. Mà áo có 90, 80, 90, 100 gì à. Để em coi view. Quần chín tắc nha mấy chị nha. Con này 200 mấy chị ơi. Em nói mấy chị mặc sướng lắm. Cái con quần này mà mấy chị không mặc thì chừng nào mấy chị để dành mặc nữa. Em nói thật sự luôn á, mấy chị coi cái phong quần nè, mấy chị coi vải quần nè, hơi bị đỉnh luôn. Trời ơi, thiệt, mấy con quần gì mà nhìn mê tơi luôn. Cái túi cũng đẹp nữa, cái túi với cái xếp ly cũng đẹp nữa. Mấy chị con này mà chỉ còn mặc áo dây thôi hả, mê. Quần này hai ịt của chị, hai ịt của chị Uống Tóc Hoàng Anh. Chị Uống Tóc Hoàng Anh từ từ đi bill nha. Tại vì còn cái quần legging ngày mai về hàng nữa. Chị Uống Tóc Hoàng Anh, quần của chị Uống Tóc Hoàng Anh nè, 200. Một quần của chị Minh Xu Hồng. Trời ơi, quần tây đẹp quá trời, tưởng em may nó ra đẹp quá luôn. Quần tây đâu còn cái nào ra, đang về lô mới luôn. Đang về. Em nói mấy chị cái vải này đẹp lắm. Vải đẹp cực kỳ. Mấy chị cầm con, mấy chị cầm cái con quần tây này lên là mấy chị mê. Mấy chị đợi đi. Cầm cái con quần tây này lên là mấy chị mê mẩn. Em nói thật sự. Cái lúc mà em bán tới giờ em đi kiếm cái nguồn này nè, làm mà nó may vải gì mà của Nhật ta, cát hàng cát Nhật, mà nó may cát Nhật, mà cát Nhật mặt nóng chết mẹ luôn. Đây Nhi lùng coi cái phong quần này Nhi, đẹp không? Mới đây rồi. Trời ơi má ơi, em coi ở dưới cái chân nè, coi nè, coi nó làm cái chân nè, mê không? Trời ơi mê ly luôn á. Một chấm là say đắm là con này nè. Con này không chụp hình lên chụp hình thấy mẹ luôn. Thế á, con này chụp hình ra là thấy mẹ luôn mấy chị. Mấy chị ơi, cái con quần này đẹp quá trời luôn mấy chị. Em nói thiệt sự luôn á. Cái con quần này mấy chị coi nè. Trời ơi, cái con quần đẹp quá trời luôn. Có cái bo chân nè. Trời ơi đẹp, con quần này đẹp quá. Nguyên Thảo Lâm Đồng. Trời ơi, con quần đẹp quá mấy chị, đẹp mê luôn. Một quần 72kg Nguyên Thảo Lâm Đồng cũng biểu vậy nè. 60kg của Như Lùng size L. Một cái của Như Lùng nè. Một cái của Như chị Nguyên Thảo nè. Ngày mai về quần giống như này nữa, mà mặc quần dài y chang luôn. Ở dưới ống chân mọi thứ đều y chang luôn. Ngọc Trâm một quần lấy size 100kg không? Trời ơi cái quần này mà về trăm không mê thôi á. Trời ơi dễ thương quá. Tâm Hường ha. Vậy để gì Tâm Trương lại từ từ rồi. Em nói thật sự nghe, ngày hôm nay mấy chị không mua con quần mấy chị tiếc luôn.
Con quần này là mấy chị đi mua. Em một cái 68kg của Sukula nè. Có 18 cái thôi nha, Sukula. Không, em nói thiệt mà, có 18 cái thôi. Đây, mấy chị coi phơm quần nè. Trời ơi, em mặc thử nè mấy chị. Đó, mấy chị thấy phơm quần không? Ba ghi chính móc luôn á. Quần này mà không chốt chốt gì nữa mấy chị. Thiệt luôn. Quần này không chốt mấy chị chốt gì nữa mấy chị. Quần này đẹp, đẹp mà con, phơm đẹp quá trời luôn. Trời ơi, quần này mình mang gì thể thao không cũng đẹp, ở tuồng cũng đẹp nữa. Hàng gửi lại là hàng gì, nhắn tin qua đi trăm chị coi lại liền. Hàng gửi lại là hàng gì em? Chị Minh Hảo Phạm, cái 68kg mua hàng bên em chưa chị Hảo Phạm? Mua hàng bên em chưa, bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận đâu nha. Còn muốn biết chất lượng hay như thế nào thì hỏi mấy chị trên đây, hỏi đỡ 60 chị trên này đi. Ha. Phơm đẹp ha. Trời ơi, phơm đẹp quá trời luôn. Ở dưới nó làm cái bo đẹp lắm chị. Ngày mai quần dài về nó cũng đẹp. Ngày mai quần dài lô này về nữa nha mấy chị. Ngày mai cũng cái lô giống này luôn. Dạ 200 chị Trinh Võ. Quần của chị Hồng Hạnh Phạm 80kg. Ngày mai nè, Hồng Hạnh Phạm Phú Yên nè. Cái quần này về mấy chị mặc đứng lên, ngồi xuống đứng lên. Nó sướng lắm mấy chị, cái vải nó sướng lắm. 200 ngàn một quần lửng ba ghi nha. Xin lỗi với mấy chị chứ hồi xưa giờ em bán hàng em chưa. Cái lô quần tây đợt vừa rồi với cái lô quần này em ưng ý lắm. Ngày mai về vô đặt cho nó phơm chị. Cái lô gì à, hả, em nói mấy chị nó ưng ý cực kỳ. Ưng ý lắm luôn. Thật sự là lô quần này về ưng ý. Mà cái lô quần hồi bữa quần dài về cũng cực kỳ. Mà lô quần dài hồi bữa về tới 60-70 cái. Còn lô này có 18 cái thôi. Ủa không phải, hồi nãy nó báo hăm mấy cái á. Ngày mai về cũng được hăm mấy cái. Tại thường thường một lô em về khoảng cỡ nhiêu đó. Một lô ngày mai em về khoảng cỡ nhiêu đó ha. Qua về nhờ chụp quần tây mà chụp quần quần mà nó ra một mùi quần. Cái con quần sọt này là 220 nè. Nhưng mà quần sọt này chị nào 90kg mặc cũng vừa nha, nó có hai lớp mấy chị ha. À, đây mấy chị. Dài chưa có nha, cái chị gì đang nhắn tin cho dài chưa có. Cái con này quần này nó hai lớp nè, cho nên mấy chị đừng có sợ lớp ngoài bị rách ha. Con này chị nào 80 đến 90kg mặc vẫn thoải mái. Cô kêu là ngày mai gửi chung với cái quần dài. Con này mua heo mình chưa? Rồi mua 1 năm mới có bill. Mua 1 năm mới có bill, nói ngày mai con cho cô dồn hàng chờ quần tây nha. Ngày mai cô vô cô đặt. Hay là ghi trên cái bill của chị đó thiếu cái quần dài đi. Đưa đưa cái hàng kia luôn đi con ơi. Có quần rin 68kg cho em xem, có chứ. Qua chế không coi like đúng không? Qua chế không coi like đúng không? Qua chế có coi like không? 68kg đây chị. 68kg. Đây. Nhưng mà quần hàng xúc nó bụi lắm mấy chị ơi. Quần hàng xúc mà mấy chị đụng vô cái chất vải là mấy chị quần này mã số 1 nè. Quần này 68kg mã số 2, quần này không co giãn nè. Quần này không co giãn ha. Hôm có coi mua được một cái. Mua được một cái hay chị quất con này đi chị. Chị quất con này đi chị ơi. Chị quất con này 68kg mã số 3 nè. Mã số 3 nè. Còn không chờ ngày mốt nha. Chờ ngày mốt, ơn nữa thì chờ ngày mốt mấy chị. Ơn nữa thì chờ giúp giùm em ngày mốt. Ngày mốt thêm lô quần nữa về. Ngày mốt thêm lô quần nữa về. Sao cái bao mới kêu con đưa qua đâu vậy? Mở mở ra luôn, mở ra. Có quần nào ít rách không cô? Có quần ít rách, quần một khi có ít rách là nó không rách luôn á, đừng có ít rách. Ít rách nó kỳ lắm, nó không rách luôn, nó không thèm rách luôn. Hôm nay là về cái gì vậy? Đã coi hàng hôm nay về cái gì? Xếp đùi. Nghe đồn hôm nay về xếp đùi giá cũng rẻ lắm mà chưa biết là xếp gì. Nghe đồn hôm nay về xếp đùi rẻ ơi là rẻ luôn. Rẻ ơi là rẻ luôn. Xếp đùi 160 ngàn rẻ không mấy chị? Vừa rẻ mà vừa mềm nữa ha. Rồi 160 ngàn xếp đùi. Chị nào chốt xếp đùi chốt lên giúp giùm em xếp đùi 160 ngàn mấy chị ơi. Đây nha mấy chị nha. Có gì
dồn bill em nha, đợt sau mua rồi gửi luôn. Chị nhắn vô phim, chị nhắn vô tin nhắn phim bay đây, nói anh Phước là để bill lại. Chứ bill, chị không nhắn là bill chị sô-cô-la nhiều không? Để bill lại đi. Đây nè mấy chị, bộ này 160 hả? Bộ này rất là rẻ luôn. Mấy chị ơi, mấy chị mà cầm cái áo thun lên mấy chị mê lắm. Cầm cái áo thun lên mấy chị rất là mê nha. Bộ này mấy chị mặc rất là gọn ha. Bộ đùi đẹp lắm. Bộ đùi này mấy chị mặc hàng ngày là hơi bị đẹp luôn. Vừa gọn mà vừa đẹp nha, vải cũng đẹp nữa. Chị Thùy Dung biết L nè, 160. Nhung đạn gì kêu Bình Dương gì kia con? Vậy là bả hai nít luôn. Cái nhung đạn không giấu, rồi giờ cái nít này bả lấy nhung đạn có giấu. Bởi bộ, có bộ chính tắc không hả? Có bộ chính tắc, đợt này ra một nùi luôn nha. Bộ chính, bộ đùi của chị Cát Tường nè. Của chị Cát Tường vô lâu chưa? Nãy giờ thấy quần tay chưa? Của Cát Tường 160 nè. Chị Nguyễn Phương Nam nè. Nguyễn Phương Nam hình như bữa nay cũng xúc ký nè. Nguyễn Phương Nam 160 nè. Nguyễn Phương Nam 160 nè. Nguyễn Thanh Tuyền còn áo len không chế, còn Tuyền còn đủ mẫu luôn á. Bộ này 160 nha mấy chị nha. Bộ này 160 ngàn. Chị nào chốt bộ này chốt lên giúp dùm em 160 ngàn bộ đùi ha. Ủa coi thử Ngọc Trâm làm sao cái quần mà không vừa. Coi làm bill của Ngọc Trâm là trừ ra 170 lấy tiền về. À, tối nay em xả áo thun cho mấy chị. Hàng xả hàng xe sao mấy chị ít vô coi like vậy ta. À, bộ này kèm với lại quần beo ha. Bộ này kèm quần beo, xả cho mấy chị giá 160 nè. Ở lộn, hàng mới về, lộn. Xin lỗi mấy chị, hàng mới về. Hàng này mới về nha. Mới về thật thì luôn á mấy chị. 160 ngàn. Cái áo vú chúng chống tuột size 40 không? Có lên 40 hay 42 trăm. Xếp lại đi con, xếp lại. Còn quần có chị quần này size L để con mở này hả? Rồi em lên cái này lại lần nữa rồi em cắt đồ ha. Quần quần baggy lửng. Quần baggy lửng giá 200. Là cái quần em đang mặc này mấy chị, baggy lửng giá 200. Quần này có size dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg nha mấy chị nha. Đây là quần baggy em đang mặc nè. Đây là quần baggy em đang mặc nha mấy chị ha. Coi cái lưng nè, em không có kéo lên đó. Cho coi bộ áo trắng sau đi. Dạ đây bộ áo trắng ở sau nè chị. Áo trắng sơ mi kèm với chân váy ở bên đây có xích ly qua nè. Khi mấy chị mặc lên không có thấy cái nếp bụng ha, không thấy nếp bụng nha mấy chị nha. 56 nhiều cá cho em size 40. Quần này ở dưới nè, có lai chân nè. Đó mấy chị thấy không? Đấy. 160 ngàn. Quần này phơm hơi bị đẹp mấy chị. Quần này phơm hơi bị đẹp. À, bữa cái điều của những đặng kia rồi bà đổi thì kỹ cho anh đổi cho anh ghi trong quần cứ thoải mái. Em nào cho chị của mình à. Rồi hả? Sao rồi. À, điều không đi thôi. Thôi gửi bằng điện tin. Hôm nay bán gì cho mấy chị ta? Bộ cô tông. Hôm qua lấy ra bao nhiêu bộ cô tông ra? Bộ này với chị cái gì nữa ha? Hôm nay xả áo thun nha. Hôm nay em xả áo thun nha mấy chị ha, để mai hàng về. Bộ cô tông này mấy chị không mua đúng không? Em có một con áo bán nha mấy chị nè. À, tối nay chốt bill em chuyển khoản nha. Em có một con áo len dệt, ai mới hỏi len dệt rồi. Quần của Ren Nguyễn size L, con còn cái size L hình như con đang xếp á, còn đúng cái size L con đang xếp á. Cái này XL nha, nãy em coi XL. Đúng không? Con kiểm tra đi. Kiểm tra rồi. Coi thử còn cái L nào nữa không. Lấy cho em cái áo ngực size 38. Áo chống tuột hay là áo mặc bình thường á chị Dung ơi. Bé Bi đứng dậy lấy một cái áo cho chống tuột size 40 đi. Chống tuột size 40 cho chị Ngọc Trâm. Áo chống tuột là mặc với áo dây giống như em đang mặc này mấy chị. Đây, giống như em đang mặc nè. Đó, đây là chú chống tuột ha.
Đây nha mấy chị nha, là không có còn mặc áo dây đâu, không bao giờ bị tuột. Mấy chị nhảy cỡ nào cũng không bao giờ bị tuột ha. Màu này không được đúng không? À, size 40 cho Ngọc Trâm, chống tuột. Đây cái con áo này bán cho mấy chị 70 đó, ngàn đi. Đó, em kêu 100 là miêu chữ nhiêu? 170. Bán cho mấy chị con đây 70 ngàn để xả nè. 70 ngàn nha, 70 ngàn nha mấy chị nha. Con này chị nào mà khoảng cỡ 65 đến 95 kg cũng vừa nè, chốt giùm em con áo vàng có nón 70 ngàn. Áo vàng có nón 70 ngàn, áo vàng có nón. Lấy xem bộ cô tông, lấy em xem bộ cô tông em mới vô đây chị. Bộ cô tông vải đẹp lắm, xả 120. Áo phong không chị, là sao không hiểu Trâm ơi. Đây nè mấy chị ơi, không hiểu Trâm ơi, là sao Trâm? Nói rõ rõ đi. Bộ này xả 101 nè, bộ cô tông này xả 101, 60 đến 80, 82 kg cũng vừa bộ cô tông. Chị nào chốt cô tông thì chốt giúp dùm em cô tông ha. Mày ơi đưa cái bao áo ra, áo thun đi cho con mày. Đúng rồi. Áo chống tuột 38, 70 ngàn của chế Bảo Ngọc nè. 70 ngàn của chế Bảo Ngọc. Em còn một con áo này đó nữa mà màu xanh. Chị nào chốt áo màu xanh thì chốt giúp em ha. Còn con giống gì nữa mà màu xanh. Lấy bao áo nào nó phiêu nổi không? Cô tông 70 ngàn, áo đâu phải, cô tông đâu phải 70 ngàn, bộ cô tông thì 101 nha. À cô tông 70kg mà em đọc cô tông 70 ngàn, do em đọc sai. Cái này của Nguyễn, của Minh Anh nè, Minh Anh có biêu kẹo á, đây bảy con ở đây, nổi không? Rồi Nguyễn điểm một bộ, Nguyễn điểm một bộ nè. Nguyễn điểm bộ nào? 101, Nguyễn điểm nha, không phải Nguyễn Diễm nha, Nguyễn điểm một bộ nè. Nguyễn điểm một bộ nè, Kiều Diễm một bộ nè. Kiều Diễm một bộ cô tông 101 nè. Nói cái đây xếp lại nè. Áo này không có sale, áo này để bán tới 10 năm sau vẫn còn ngon. Áo này hôm nay em xả hết cái luồng áo này luôn nha mấy chị nha. Để ngày mai hàng về á. Ngày mai hàng về nhiều lắm mấy chị. Ngày mai hàng về rất là nhiều. Ngày mai đầu tuần á, hàng cập bến nhiều lắm mấy chị ha. Hôm qua em còn cái quần jean Nguyễn Điểm đúng rồi. Cái áo này là không có sale nè mấy chị. Coi quý cái chỗ đó lâu nha mấy chị. Cái áo này không có sale nè. Đây là những cái con áo mà cho em xem áo vú chống tuột chuyên cho Cao Mỹ Lệ xem áo vú chống tuột. Có biểu hết á. Trời ơi ngày hôm nay về cái quần baggy mà lửng em ưng ý quá trời luôn. Ngày hôm nay về hai mẫu ổn lắm. Ưng ý lắm luôn. Cái này là áo cổ tim mấy chị. Đây là áo chống tuột nè mấy chị. Cái này là áo chống tuột nè, khi mấy chị mặc áo dây ở trong mấy chị cởi cọng dây ra. Nó không bao giờ nó rớt hết trơn á, nó nhiều màu lắm. Cái con này là áo cổ tim nè mấy chị. Cái con này là áo thun giấy cổ tim. Mấy cái con này mấy chị về dễ mặc đồ lắm mấy chị ơi. Nó dễ thương lắm. Mấy chị mặc cỡ nào nó cũng đẹp ha. Mặc cỡ nào cũng đẹp. Nó có nhiều màu lắm nha mấy chị nha. Nó rất là nhiều màu, quần baggy em đang mặc có bán nha. Lấy áo ngực chống tuột 38 cho chị Nhung Ngô chưa? Rồi chị Nhung Ngô ơi. Áo này em có màu xanh nè. Áo này em có màu xanh nè. Có màu đen nè, chín mấy ký cũng vừa cho em là 90 kg rồi đó. Màu vàng nè mấy chị, màu vàng 90 ngàn một cái nha, màu vàng. Đây vàng nè mấy chị ha, vàng. À, con coi thử còn màu gì, đây là vú chống tuột nè, nó có màu đơn, nó có màu nhẹ nhẹ, nó có đủ màu hoặc nó có chấm bi tùy mấy chị muốn lấy gì lấy ha. À, nó có màu loang nữa nè mấy chị, nó có màu loang nè. Áo này là 90 ngàn một cái nha mấy chị nha. Áo thun này là 90 ngàn một cái, nó có màu loang nữa nè. Màu loang đen gì? Màu loang này nữa nè mấy chị. Có màu đen đâu rồi? Màu đen 90 ngàn của chị Ren Nguyễn nè. Nó có màu là màu cam loang ha. Nó có màu cam loang mà cái màu này nè. Cái màu này thì 100 ngàn, màu trắng chữ ha. Màu này mà mặc với sọt là y bài luôn mấy chị. Màu trắng chữ. Và nó có màu trắng cổ tim 90 ngàn nữa ha. 90 ngàn cổ tim nè mấy chị ơi. 90 ngàn có ướt không? Lấy dĩa ướt nha. 90 ngàn cổ tim nha mấy chị nha. 90 nhiêu tiền cái áo vú chị Yên? Áo vú chống tuột 160. Cái này là vàng bơ nè. Những cái màu này mấy chị nghĩ mặc không đẹp nhưng mà thật sự nó rất là đẹp nè. Vàng bơ nè mấy chị. Vàng bơ ha. Xanh đọt chuối như em đang mặc cũng đẹp nè mấy chị. Xanh đọt chuối như em mặc cũng đẹp ha. Xanh đột chuối cái này cái màu này mặc ra đường người ta không có thấy mấy chị đâu. Cái này là xanh ngọc nè. Những con này đều không sale nha. Những con này đều không sale hết nha mấy chị nha. Đều không sale. Tại hàng này đi kiếm hàng không có bán đâu mấy chị. Hàng này mấy chị thấy vậy chứ mặc lên nó nhẹ nhàng lắm. Con này có màu tím nè. Chị nào chốt tím thì chốt lên giùm em giúp tím ha.
tím, vàng bơ. À, em còn một con cà phê sữa, trời ơi, quan kia chị kia hỏi kêu hết nè. Em còn một con màu cà phê sữa nữa chị ơi, bà nội mẹ nó. Thiệt đúng là mình tội đồ thiệt chứ. Kêu ai? Bữa cô cái đặt á. Cái này con mới về mà coi, cái chị đã đặt con, ngày mai có hai vú trong ruột. Lấy màu đừng lấy bi nha. Hai cái vú trong ruột thay nhiêu ca Mỹ Lệ? 40, 42 hay 44 Lệ ơi? Bốn mấy? 44. Áo trắng Adidas rồi. Áo trắng Adidas chính là 100.000 chị Dung. Ủa sao em không lấy bi em ca Mỹ Lệ? Cái bi nó mới nhiều mà size 44 lận. Cái bi nó mới nhiều size 44 ha. Không có lấy bi, lấy còn một cục ba hàng trong đó nữa đâu rồi. Cục hàng áo vú đâu rồi. Mở lên trển luôn rồi. Tím với lại cà phê. Tím với cà phê của Vibix nè, trời ơi cà phê. Lấy cái vàng nữa, lấy cái vàng bơ nữa Vibix ơi, vàng bơ đẹp lắm Vibix, thật sự luôn á. Vàng bơ mặc đẹp lắm nè, xếp lại nha. Áo trắng Adidas 100.000. Đúng rồi, con thử phải 44 không? Nó có cái loại cúp gì nè. Ai nói nghe nè, nghĩ sao không lấy mấy cái màu này vậy cao Mỹ Lệ? Thật sự luôn. Trời, mấy cái con này không lấy, lấy cái gì á gái? Mấy cái con này không lấy đi lấy cái gì bà nội? Nè, cái bi thiệt đẹp luôn mà không lấy, lấy cái gì? Đây nữa là con thêm một cái nữa nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây 44 đây. Hai cái 44, lấy mấy cái 44 hả? Nè ca Mỹ Lệ hai cái nè. Hai cái của ca Mỹ Lệ 320. Chị có lấy trắng trái tim không chị? Chị Ngọc Dung có lấy trắng cổ tim không? Trời ơi con này mà mặc với lại cái quần, cái quần baggy em đang mặc ha. À, cam loan, thêm cái cam loan nữa. Đâu cam loan đâu rồi? Đây, cam loan 90.000 nữa nè. Mấy chị coi em mặc cái con trắng cổ tim này ha. Với lại kèm cái quần em đang mặc là cái quần em đang bán về ngày hôm nay nè mấy chị. Mấy chị coi cái quần em mới về ngày hôm nay nè. Quần là quần lửng ba ghi nè. Nè mấy chị thấy ở dưới chân nó có bo không? Cam loan này của Vibix. Để lấy cái bi tím đi chị. Cho mấy lệ. Coi được con bi tím không? Đó mấy chị coi em 90kg nè. Mấy chị coi 90kg mặc cái quần tây nè. Ôi mặc quần tây ba ghi nè mấy chị ha. Mặc quần tây ba ghi với trắng, mang cái đôi giày để tao luôn. 90.000. 90.000 chị thấy không hiền? Ôi à ơi. Để bận mát á. Đẹp không? Đẹp mà. Mặc mặc một lại mang đôi giày thể thao nữa cũng đẹp nữa. Lấy áo trắng chữ A. Áo trắng chữ này chứ không phải Adidas nha. Ngọc Dung nè. Ngọc Dung 100.000. Trắng cổ tim 90.000 nha. Thái Huyền màn cửa vải êm lắm. Vải rất là êm. Đó rồi. Ủa khoan, vậy là cái này giờ đổi hay là lấy thêm? Đổi một cái. Ừ. 44 hả? Dạ 44. Rồi đổi một cái đi. Áo trắng đó free size à Nhi Lùng ơi. Cái này là của gì đây? Trắng của gì? Của Thái Huyền. À chưa chưa, của chị Vi Bích trước, chị Thái Huyền chưa có chốt. Em 90kg, nè cái này nó free size nè, nếu em ốm em mặc nó rộng, cái form nó còn đẹp hơn thì chị Yên mặc nữa. Nói nghe nè, gì thấy heo bé vô á. Heo bé ơi. Heo bé ơi, heo bé à. Thái Huyền, ok chị. Ok, chốt cái của em chứ hết rồi. Thái Huyền 90.000. Trời ơi, hốt cái quần em đang mặc ơi mấy chị, 200.000, giá đẹp lắm. Cái quần em đang mặc ngày hôm nay mấy chị không chốt cái con quần em đang mặc là ta nói sai lầm cực kỳ. Đẹp, ok chế, một trắng cổ tim. Hốt đi mấy ma cha mấy má. Nè, xanh ngọc nè, nãy giờ chưa ai thấy mặc xanh ngọc đúng không? Hôm nay rảnh lắm, hôm nay ít người nè, từ từ bán. Mặc xanh ngọc cho coi. Ít người từ từ bán. Xanh ngọc. Hầu buồn tóc rối. Nè, chốt đi rồi mê mẩn. Heo bé ơi, nãy giờ heo bé mới vô đó, chốt cái quần yêu đang mặc đi heo bé ơi. Nè quần ba ghi nè. Vậy đó. Quần ba ghi lửng 200. Xanh ngọc nha mấy chị nha, xanh ngọc. Hơi bị dễ thương mấy chị. Không. Chán nè.
Sao biết trắng lên biết à? Em chào mẫu, bước đi ra. Quần chị đang mặc 90 kg thì vậy. Rồi lấy đi con, của chị hay ai à? Của chị. Của chị Nhi Lùng, có hai Nhi Lùng hả anh? Ở đó quần chị đang mặc 90 kg là của Huyền Nguyễn, đừng tra địa chỉ số điện thoại trên đây chứ. Tra gì cái size hết size L không con? Hết. Ủa hết thật size L luôn hả? Ở chưa em đưa lên áo Levi's là biết áo Levi's chốt liền 100.000 nha Nhi Lùng. Chưa chưa lên áo Levi's luôn á. Nè, quần Yên đang mặc nè mấy chị. Quần Yên đang mặc nè, cầm cái quần vô xay sẫm luôn chị Huyền ơi. Cả chị Huyền cầm cái quần form size nè, cái quần mà mấy chị coi coi giãn nè. Mấy chị coi vải coi giãn, mấy chị coi dưới ống nè. Trời ơi. Chết chứ sống rồi nội. Thấy rồi, ai ai chốt xanh ngọc? Ai chốt xanh ngọc? Xanh ngọc còn hai cái nha. Ai chốt xanh ngọc chốt lên giúp giùm em xanh ngọc. Nè, áo chữ clean nè. Áo thun tay dài ngày mai chị. Áo chữ clean nè. Áo trắng nãy em mặc còn cái nè. Đợi không? Bỏ xếp lại bỏ con khe nha con à. Xanh ngọc của chị Vi Bích. Vi Bích 90.000. Đây là áo trắng nè mấy chị, áo trắng lê vịt, áo đang mặc còn màu. Áo đang mặc quần bao nhiêu? Quần 200 chị Lê Hồng Chi. Quần ngày hôm nay mà không chốt chốt gì nữa mấy chị. Áo lê vịt nè đẹp không mấy chị? Lê vịt. Áo này lê vịt nha. Trả cái áo vú nè. Nè, ai lấy màu lon xám còn một con, cổ tim luôn. Trời ơi, vải này đẹp lắm luôn á mấy chị ha. Cho em coi cái quần nãy đi chị, đây chị Trang ơi. Đừng ai mà nói size L là hết rồi nha. Hết rồi nha. Đây, ai mà nói size L là hết quần rồi đó. Ngày mai về lọt quần này mà lọt quần à. Để em kêu nó may thêm ngày mai về quần này. Mà có quần dài nữa ha. Ngày mai về quần này mà có quần dài nữa. Một trắng lên đi. Quần 70kg hết rồi chị Trang ơi. Hà Thái, Thái, Thái Huyền một áo lơ vịt nè. Lơ vịt 100.000 của Thái Huyền nè. Lơ vịt, còn vịt nữa không? Đó. Đây vịt của ai nữa? Tài Lê. Tài Lê một vịt nè. Cho em coi cái lon xám hả chị Nhung nè. Cái lon xám mặt nó gọn lắm luôn á. Đây. Đây. May cho chị thêm ít quần lửng hay may thêm một lô giống như chiều nay quần lửng mà lấy size L nhiều nhiều vậy. Còn không em cắt cho chị thêm 4 hoặc 6 hoặc 8 cái quần lửng chiều hôm nay nữa hay. Cho em coi lon xám. Mà thôi may cái lô ra đi. May lô 18 hay 22 cái cũng được mà lấy lửng size L nhiều nhiều vậy. Lấy size L với XL nhiều nhiều vậy. Chị em có áo phao không? Nhiêu ký nói đi, may đi lấy hàng lấy luôn. Lon xám nè chị. Chị Trang Nguyễn con ơi. À chụp hình của chị Trang Nguyễn lại từ từ có giao sau nha chị Trang ơi. Phải Trang Nguyễn này thành phố ở bữa xã view không vậy? Hình như là vậy. Chị Trang Nguyễn cũng nhận chắc. Chị ơi chốt hàng đừng xã view mùa này tậu em nha chị thiệt. Không biết là phải chị Trang không nhưng mà chốt mùa này đừng xã view giúp em nha. Mùa này bán được cái đồ là mừng muốn chết mẹ luôn. Huyền ơi lấy nhiêu ký báo nha Huyền. Giờ xong chưa mấy chị, xong chưa? Nhưng mà áo tim là em không có xả đâu nha. Áo tim là áo mà em đang về tiếp một lô mấy trăm áo nữa đó. À, bây giờ em xả cái lô này. Lon xám đẹp lắm nha. Chị nào chốt đúng rồi. Chị nào chốt lon xám thì chốt giùm em. Bữa sau chị có đi đâu chị kêu là giữ bill chị lại đi. Đừng bắt em xả tàu nghiệp em bán tớ, bán vui, bán phui, bán ruột. Bắt em xả em tàu em lắm. Áo bò sữa. Rồi bán cái áo bò sữa nữa vô hàng sale đi mấy chế. Bán cái áo bò sữa nữa vô hàng sale chơi cho nó vui nè. Áo bò sữa cũng thun giấy nha, mà có mấy cái thôi, ai chốt chốt trước giùm em ha. Bò sữa có mấy cái thôi mấy chị. Ai chốt bò sữa chốt lên giúp em bò sữa nha, cưng. Mấy mẫu đây mấy chị mặc trắng. Thật sự ai nói trắng mập ngày xưa em cũng nghĩ vậy nhưng mà sau này mặc cưng lắm mấy chị. Rồi trắng sữa, 60-92kg vừa. Chốt giùm em trắng sữa, 8 loan. Trắng sữa, ai mà trắng phụt sữa. Cái này lon cho em vẫn còn nè. Ai trắng phụt sữa báo giùm em trắng phụt sữa nha.
trắng phụt sữa mấy chị ơi, trắng phụt sữa 90.000. 90.000 trắng phụt sữa. Trắng phụt sữa 90.000 mấy chị. Trắng phụt sữa 90.000, đưa cái này coi, đưa cái con màu đen lên mấy chị dành liền nè. Cờ Mỹ đen. Không, cờ Mỹ còn áo màu đen chứ không phải cờ Mỹ đen. Đây. Cờ Mỹ đen ai chốt cờ Mỹ đen 90.000 a, 100.000 chốt lên giùm em nha, cờ Mỹ đen còn 2 con. Cờ Mỹ đen còn 2 con. Ai chốt cờ Mỹ đen chốt lên giúp giùm em cờ Mỹ đen nha mấy chị nha. Không mà em lên hàng sale cho mấy chị ha. Lên hàng sale để mai hàng về chứ hàng còn nhiều quá trời luôn. Chút nữa em lên hàng sale nhưng mà em lên đúng lô cô Tông luôn nha mấy chị nha. Ủa sao mấy chị không thấy comment lên gì hết người ta? Mấy em bị đứng hay sao ta? Cờ Mỹ đen Tài Lê. Tài Lê nè, 100.000 của Tài Lê. Xong chưa mấy chị, chuẩn bị em lên nha. Chị Tài Lê nãy giờ không lấy quần đây hả chị Tài Lê? Không lấy quần baggy này hả? Trời ơi quần lửng mà nó đẹp nè mấy chị. Mấy chị coi quần lửng mà nó đẹp nè. Nó làm cái bo chân đẹp quá trời là cái quần em đang mặc nè. Trời ơi coi cái quần này mấy chị. Thiệt chịu đời không thấu cái quần luôn á. Bộ thể thao cô Tông 220.000 em đang may ra một lô nữa nha. Cô Tông 220, đây là bao quần hả con? Rồi xong chưa mấy chị, xả nha. Xả. Xả phát xỉu, xây 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 sập xỉu luôn á. Hồi nãy không, cái là cái bao 3D em mới xả 100.000. Bao à, bao bao 3D đó là 120.000 một cái áo. 100 may lại quần đó không chị đó. Em nãy em chốt là chị Trang, em lưu chị Trang là để may quần đó em giao cho chị Trang xong. Mấy nó may khoảng cỡ 2 3 ngày một lô đồ nó có rồi chị. Rồi xả nha, xả cho mấy chị như ta. Xả 70.000 đi nha. Xả 70.000 chốt giùm em áo nai xanh đen nè. Áo nai xanh đen 70.000. Áo nai xanh đen 70.000 mấy chị. Nai xanh đen 70.000. Áo cổ tim nè mấy chị, em cái quần size dưới 82kg hay size dưới 92kg, Nhung ơi lên số ký đi. Áo cổ tim 90.000 màu cam đất. Nãy giờ ai chưa có cam đất thì chốt ha. Chứ cái áo cổ tim này là không bao giờ sale. Áo này bán có năm sau cũng không bao giờ sale luôn. Nhung ơi lấy cái gì Nhung ơi. Áo gu xì bán mấy chị 70.000 luôn. Áo gu xì bán cho mấy chị 70.000 luôn. Vải đẹp lắm mấy chị ơi. Vải đẹp ơi là đẹp. Áo sale cỡ này mà mấy chị không mua nữa. Áo bao nhiêu ký hả chị, gia dùng giá rẻ. Nó nằm khoảng cỡ 60kg tới 90kg hả chị. Nó nằm khoảng cỡ 60 đến 90kg. Chốt giùm em là trời vải đẹp lắm. Chốt giùm em áo nai ha, xanh đen nai. Chốt giùm em gu xì hồng 70.000. Gu xì hồng. Nhung muốn miễn cho em cái quần thấy không? Hỏi nhiêu ký không trả lời. Huyền Ngọc nè, Huyền Ngọc mua đồ bên Yên chưa ta? Rồi em chốt em bán cho mấy chị một con xám. Một con xám Burberry 70.000, xám Burberry. Xám Burberry 70.000 nha. Xám Burberry 70.000. Ôi mua sale đen cổ tim à, dấu gì đưa cho em, đâu có dấu. Nó là 90.000 mà. Đen cổ tim 90.000 của chị Thái Huyền nè, đâu có dấu. Bán á gái, dấu lấy gì ăn. À, mua rồi, áo Gucci 70k 90.000 là áo Gucci, áo Gucci. Áo Gucci khách lấy rồi cưng. Áo Gucci hồng khách lấy rồi. Trời ơi đẹp quá mấy chị, áo gấu. Áo gấu này khoảng cỡ dưới 80kg thôi nha, 60 đến 80kg. Áo gấu bán 60.000, 70.000 luôn. 70.000 áo gấu. Chị nào chốt áo gấu 70.000, 60 đến 80kg chốt giùm em nha. Chốt giúp giùm em với. Con này nè mấy chị, con này là màu xanh. Con xanh này thì form lớn hơn. Con xanh này form lớn hơn, con xanh này dưới 92 93kg cũng vừa ha. Xanh này form dài. Ai nhắn tin ở ngoài ta. Nhung mẫm miệng lấy cái quần size 2 cho Nhung mẫm miệng đi, xin địa chỉ số điện thoại. Áo gấu của chế Nhung Đặng nè. Áo gấu của chế Nhung Đặng 70.000 nè. 70.000 chế Nhung Đặng. Không có áo gấu vậy chị, không có áo gấu vậy chị Nguyễn Thanh Tuyền lấy áo đen ba cô gái nha. Lấy áo đen ba cô gái của Nguyễn Thanh Tuyền 70.000 nè. À, áo xám của chị, áo xám của chị Hồng Hạnh Phạm Phú Yên 70.000 nè. Con này vải đẹp lắm chị Hạnh. Con này vải về chị mặc sướng lắm luôn á. Con này nè. Con này về chị mặc sung sướng lắm. Hồng Hạnh Phạm 70.000 nè. Cái xanh này giống như phơm dài á nha mấy chị nha. Con xanh hai ta nè. Con xanh này về chị hai ta mặc như cái con phơm đầm nè. Hai ta 70.000. Đưa đổi lại, ừ hai ta cũng vậy à. Con này cũng màu xanh là của chị Huyền Nguyễn nè, 70.000 ha. Huyền Nguyễn 70.000.
Huyền Nguyễn 70.000 nè. Em màu B, chị màu B hay vàng. Dạ từ từ chờ chút xíu rồi chị. Chưa lên. Con này xanh đen nè, chữ áo nai xanh đen dưới 90kg nè. Chị nào chốt áo nai xanh đen chốt lên giúp giùm em áo nai xanh đen 70.000 ha. Con này là con cà phê sữa Chanel. Mấy con này đều phơm dài nè. Phơm dài giống như con đầm vậy mấy chị, cà phê sữa nè. Con này là cà phê, con này là cà phê sữa, con này giống như đầm giấu quần ấy. Con này cà phê sữa cũng 70.000 nè. Con này cà phê sữa cũng 70.000 nè. Con này và cà phê sữa cũng 70.000 nè. Sao bị đá ra hoài bùa. Nhảy vô lại chị, nhảy vô lại. Nhảy vô lại. Rồi đây em có một con vàng bán. Trời ơi vải đẹp lắm á chị, không phải như hàng chợ đâu, vải đẹp lắm. Em có một con vàng dưới 85kg nè. Con vàng bán mấy chị 70.000 luôn. Con này con áo lon xanh 90.000, lon xanh cổ tim. Chị nào nãy chưa chốt lon xanh cổ tim chị gì đó ơi, hai chữ. Chị gì đó ơi, lon xanh cổ tim nè, có chốt thì chốt giúp em nha, lon xanh cổ tim. Ai ai cà phê sữa? Cà phê sữa của ai? Cà phê sữa của chị ai quên rồi. Cà phê sữa của chị hai ta. Cổ tim cam đất và đen, cổ tim cam đất và đen, cổ tim cổ tim cổ tim cổ tim cam đất 90.000 nè. Và đen. Và đen. Cổ tim đen không phải. Cổ tim đen từ từ em kiếm rồi nha chị. Cổ tim đen để coi thử chút cho trong vòng đời cấp nạp em có coi thử có còn cái quái cổ tim đen nào không. Chớ chớ hết cổ tim đen rồi. Hết cổ tim đen rồi chế ơi. Ủa, màu vàng của chế Nga Đông 70.000 nè. Vàng của chế Nga Đông nè. Mở con vàng lên coi thử vàng nào để lấy cho mấy chị luôn à. Mở vàng lên coi thử vàng nào vậy. Mở vàng lên Bi. Mở vàng lên coi vàng nào. Nói tiếng Việt mà mày còn nghe nữa. Vàng cô gái để kiếm. Có màu xanh đó thì áo lon xanh. Áo lon xanh của chị Nhung Đặng. Áo lon xanh này vải đẹp lắm nha. Vàng đang kiếm vàng nha mấy chị nha. Đang kiếm vàng. Ai nãy chốt vàng đâu. Ai nãy vàng cũng nghe đâu. Vàng của chị Huyền Nguyễn nè. Để em coi thử vàng mẫu gì ạ. Huyền Nguyễn 90kg phải không Huyền? Huyền ơi phải Huyền 90kg không? Con này vàng này, xin lỗi mấy chị nha, vàng này khoảng cỡ dưới 80kg thôi. Ai chốt vàng dưới 80kg chốt lên. Con vàng này Nguyễn Thanh Tuyền lấy được nè. Mọi người ơi, mọi người ơi. Nó vô nó quậy. Con vàng này dưới 80kg thôi. Ai chốt vàng dưới 80kg chốt lên giúp giùm em với nha. Vàng của hai ta nè. Con vàng 90kg kia may hồn em coi chứ không vừa về mất công em bị la nữa. Con vàng này dưới 90kg nè, chốt cho Huyền Nguyễn nha. Chốt cho chị chốt cho Huyền Nguyễn nha Huyền ơi. Huyền Nguyễn chị chốt em con vàng này dưới 90kg 70.000 nè. Huyền Nguyễn nè. Đen gấu mấy chị ơi, đen gấu. Đen gấu nha, đen gấu. Đợi em lên vàng tiếp cho mấy chị nè. Vàng à. Ôi vàng này dưới 80kg của ai đây? Ai mới thấy chốt? Vàng trắng Huyền Ngọc phải không? Huyền Ngọc, Huyền Ngọc. Huyền Ngọc nè. Huyền Ngọc. Đây là con đen gấu, chốt lại giúp cho em con đen gấu 70.000 dưới 80kg nha, đen gấu. Chốt giùm em đen gấu, đừng có chốt đen gấu chó nha mấy chị nha, đen gấu. Đen gấu. Con này hình như phơm đầm nè. Con này hình như phơm đầm bán mấy chị 70.000 luôn nè. Đen gấu 65kg của kẹo bông gòn nè, kẹo bông gòn 70.000. Con này là phơm đầm nè, biết luôn. Con này nó dài giống như phơm đầm, con này hồng nè. Con này hồng dưới 92kg cũng vừa. 65 đến 92kg hồng. Chốt giùm em hồng. Chốt giùm em hồng dưới 92kg nha. Mấy con này mặc phơm rộng cũng sướng nữa, hồng dưới 92kg. Có mấy con nè, hồng dưới 92kg, đỏ dưới 92kg, xanh ngọc dưới 92kg. Cà phê sữa dưới 92kg và trắng dưới 92kg em có được một cục nè. Bán mấy chị 70.000 luôn ha. Áo hồng của Ngọc Trâm nè. Ngọc Trâm 70.000 nè. Của chế Ngọc Trâm 70.000 nè. Làm biêu chế Ngọc Trâm. Hai ta hồng hồng hồng. Hai ta là hồng nè. Hai ta là hồng nè. Nguyễn Thị Gấu hết rồi chị. Thôi được áo đen của chị nè. Hồi nãy đặt ta. Hồi nãy chị đặt là không phải áo dây. Cái này là áo dây giống như em đang mặc á mấy chị. Áo dây giống như em đang mặc. Còn một cái nè. 70.000 cái áo này ha. Hồng hồng của ai? Trắng 92kg của Huyền Nguyễn nè. Trắng của Huyền Nguyễn nè. Mấy con này mặc sướng lắm mấy chị ơi.
Em còn nè mấy chị, em còn con xanh ngọc, con cà phê sữa với con màu màu đỏ mộng mơ nha. Còn ba con chỉ có 70.000 thôi. Anh ơi mai gửi bill cho Trịnh Quỳnh Tú nha. Áo dây cũng 70.000 của chế Trang Trang nè. Áo dây 70.000 của chế Trang Trang. Em có ba con Adidas Hàn Quốc, lỡ rồi bán luôn cho mấy chị 70.000. Lỡ rồi bán luôn cho mấy chị 70.000 mà vải đẹp lắm. Dưới 90kg cũng, dưới 92-95kg cũng vừa nữa. Adidas trắng, Adidas vàng, ai chốt Adidas. Vải đẹp lắm mấy chị, Adidas, Adidas nha, Adidas. Gì vậy con? Cà phê sữa đâu, khách lấy sữa rồi em ơi. Adidas của Ngọc Trâm là trời ơi, chốt Ngọc Trâm của Ngọc Trâm 70.000. Cái vàng đẹp lắm, cái vàng mặc cái sọt đẹp lắm Trâm ơi. Cái vàng mặc cái sọt đẹp vô số luôn nha mấy chị nha. Vàng mặc cái sọt đẹp mê luôn đây. Vàng mà mặc với sọt đen giống như cái quần em đang mặc nè. Đó, quần baggy em đang mặc, ai chưa mua thì mua ha. Ai chưa mua thì mua cái con quần baggy này. Mấy chị coi nè, đẹp lắm. Mấy chị coi cơm nè, cơm đẹp lắm mấy chị ơi. Ủa đang bán tới gì vậy? Adidas trắng của ai vậy? Adidas trắng đâu rồi? Adidas trắng của ai con? Ngọc Trâm có rồi. Đắt trắng của Thúy Nguyễn nè. Đắt vàng của Thái Huyền nè. Thái Huyền 70.000 nè. Đất vàng của Minh Anh nè. Ủa tôi quăng qua tôi. Thái Nguyễn rồi. Thái Huyền. Ủa từ từ. Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn, Thúy Nguyễn không giấu. Còn có bê lùng của ai ạ? Thái Huyền. Thái Huyền. Rồi tiếp tục bi đó làm tao không biết ai luôn á. Nguyễn Thanh Tuyền Adidas trắng. Adidas trắng hết rồi. Adidas vàng của Minh Anh nè, ai ghi Minh Anh nè nha, Minh Anh không có dấu nè. Mà bán cái quần baggy, lấy cái quần baggy size XL cho Trịnh Hùng Tú. Trời ơi mày thấy cái quần này hôm nay mày mê lắm Tú. Mày thấy cái quần này là mày chết. Nè coi nè Tú. Lấy size XL thôi ha, size XL vẫn còn thoải mái ha. Trời ơi cái quần hôm nay nó đẹp bà cố luôn. 200.000 Trịnh Quỳnh Tú nè. Nè Trịnh Quỳnh Tú 200. Một cái vàng 80kg, 2XL, lấy 2X bây giờ. Lấy cái 2X đây. Cũng đang bán có gì vậy ta? Đang bán có gì vậy? Lấy 2X đây. Vàng còn không, tôi lấy vàng 65kg, hết vàng rồi. Vậy chuyển sang vàng nhé. Hết rồi, hết rồi. À còn cái đen nè, ai chốt đen, chốt cho cái đen Adidas 70.000 đi. Còn cái đen nè. Yêu thương, yêu thương. Còn cái đen, còn cái đen. Một xô thanh mai đỏ. À, cô Thúy Nguyễn, hồi bữa con xin địa chỉ cô coi cô không trả lời luôn. Bé Lùn mới nói cô Thúy Nguyễn hồi bữa xin địa chỉ cho không trả lời, xin không trả lời. Cho không trả lời. Cô Thúy Nguyễn, bé Lùn mới nói cô Thúy Nguyễn bữa xin một xanh xô mai đỏ là thanh bánh đó hả? Ủa? Đấy hả? Đấy xuống thôi một phần bánh phát lên vậy. Là cái này hả? 90.000 của cô Trịnh Hình Tú nè. Thúy Nguyễn này là Thúy Nguyễn nào mà xin địa chỉ không cho đi chứ ơi. Bé Lùn mới nói luôn á. 5 ngày trước con xin cô còn không cho. Đó, nãy giờ nó đi vô sổ thù giặt luôn. Không hỏi, bữa xả cái áo cho địa chỉ Thúy Nguyễn Tân Sơn. Cho lại đi chứ, Thúy Nguyễn Tân Sơn cho lại đi. À, vậy mày lấy cái gì? Không phải phô mai đâu. Trả trả lại hũ bánh của Trịnh Huỳnh Tú đi. Đặt đây con. Nè bảy sắp lên đi bảy. Lấy kiểu gì đó như Huy ơi, chị mặc thử áo xem có bị ngắn không? Mặc thử áo gì bà đợi? Áo gì? Mày bận kêu mai giao cho nó đó. Đây nè mấy chị. Em có một con áo màu hồng Chanel nè. Phơm dài luôn, vải đẹp. Vải đẹp kinh luôn. Nè. Em cho mấy chị coi nè, bìa ngang nè. Bì dài của cái áo nè. Đó, thấy bì dài không? Thấy bì dài của cái áo không? Nó nằm dài hơn nếp chim luôn á mấy chị. Mà mấy chị coi vải nè, chốt giùm em hồng Chanel 70.000. Chốt giùm em hồng Chanel 70.000 nha. Con này có size 100kg nữa ha. Kẹo cũng được, rồi vô lấy sách tiếp mua bánh. Lấy kẹo sách dưới đây đi bảy. Ở trên đó chỗ sách bánh, sách thùng lông hết đi bảy. Chanel. Để ngang lên bảy. Nó còn một khúc nữa rồi mà, nhét vô trong đi. Cái con này nó đi đâu vậy ta? À, em nói là bộ Trịnh Quỳnh Tú là cái bị bự nằm trong á. Vậy trong chút lấy. Con này là hồng cánh sen nha, hồng cánh sen Chanel.
dưới 90kg cũng vừa ha. Hồng cánh sen Chanel, inbox địa chỉ rồi nha. Hồng cánh sen Chanel. À, là cái đỏ là áo hay đầm, nó phom dài luôn á chứ. Nó phom dài luôn nè chứ. Ha, chốt dùm em thôi. Không, con này là hồng chứ không phải đỏ mấy chị. Nó hồng gì là hồng đỏ. Liên Phước nè, 70.000 của chế Liên Phước nè. Liên Phước hồng, còn một cái hồng ai lấy nữa nè mấy chị ơi, ai lấy nữa. Ai lấy hồng chốt hồng giúp em nha. Xả hết cái bao này luôn. À, hồi nãy ai chốt áo Lê Việt 100.000, hồng cánh sen của Nhung Mịn Miễn 70.000. Lê Việt 100.000 vẫn còn nha. Hồng cánh sen. Hồng Chanel còn không? Hồng Chanel của ai? Hồng Chanel của Nguyễn Hồng Hạnh. Nguyễn Hồng Hạnh, hồng Chanel 70.000. Còn ai nữa mấy chị ơi? Còn ai nữa? Còn ai nữa không mấy chị ơi? Ai? Không, vẫn còn nè. À, à, các anh nè chị Liên Phước lấy thêm con hồng. Liên Phước nãy lấy màu gì ạ? Liên Phước có lấy thêm con này không? Liên Phước có lấy thêm con hồng không? Liên Phước 70.000 con hồng nè. Con hồng nha. Hai chốt con hồng thì chốt lệ đi nha, hồng còn ít lắm luôn á. Em có một con gu xì xà, em có một con gu xì nè. Em có một con gu xì cà phê sữa nè, hốt luôn 70.000 gu xì cà phê sữa đi mấy chị ơi. Hốt luôn con gu xì cà phê sữa, hốt cho em luôn. Hốt. Hãy hốt đi, đừng ngại ngùng. Bằng. Và hãy hốt đi cu ơi. Cái gì cu ơi? À gu xì ghi cu ơi. Trời ơi bà nội ơi. Gu xì ghi cu ơi. Áo vàng nè mấy chị, áo vàng dưới 80kg, vàng sầm mai. Vàng một cái nha, vàng một cái. Vàng một cái nha mấy chị nha, vàng một cái. Một cái vàng. Một cái vàng duy nhất thôi ha, một cái vàng duy nhất thôi. Con này xanh ngọc nè mấy chị ơi, xanh ngọc Chanel, xanh ngọc Chanel cũng dưới 92kg. Xanh ngọc Chanel cũng 70.000 ha. Xanh ngọc Chanel cũng 70.000. Con này áo lon đỏ thun lạnh nè, vàng của Nguyễn Thanh Tuyền. Vàng của Nguyễn Thanh Tuyền 70.000 nè. Con này là lon đỏ mà con này vải mềm lắm nha. Con này vải rất là mềm. Chốt giùm em con lon đỏ dưới 90kg cũng vừa. Áo xanh của chế Liên Phước nè. Áo xanh 70.000 của chế Liên Phước. Áo xanh 70.000 của chế Liên Phước. Chế Liên Phước. Liên Phước. Áo loan của Á Duyên Phú Yên nè. Á Duyên Phú Yên 70.000 nè. Á Duyên Phú Yên 70.000 nè. Á Duyên 70.000. Áo loan đỏ có một cái rồi mấy chị, muốn cái thứ hai cũng không có. Lên cho em con cánh sen chữ N, N cánh sen. Chốt giùm em áo chữ N. Áo chữ N nè Liên Phước ơi, áo chữ N. Ai chốt áo chữ N chốt lên giùm em áo chữ N nha. Áo chữ N, áo chữ N. Áo vàng, áo vàng. Đây mấy chị ơi, áo vàng. Áo vàng dưới 80kg vẫn còn. Áo vàng cô gái 70.000, áo vàng cô gái. Chữ N của Liên Phước 70.000. Chữ N của Liên Phước nè. Chữ N của Liên Phước nè. Chữ N của Liên Phước nè. Chốt giùm em cà phê sữa nè. Cà phê sữa Chanel nè. Cà phê sữa Chanel dưới 90kg nè. Cà phê sữa Chanel dưới 90kg nè. Dưới 90kg cà phê sữa Chanel nè. Cà phê sữa Chanel dưới 90kg nè. Cà phê sữa Chanel dưới 90kg. Dưới 90kg cà phê sữa Chanel nè. Em có một con đen gấu nè mấy chị ơi, một con đen gấu dưới 80kg luôn nha. Đen gấu chị nào 60-75kg là đẹp. Đen gấu nè. Đen gấu bán cho mấy chị 70.000 đen gấu luôn. Chị nào chốt đen gấu, chốt lên giúp giùm em đen gấu ha. Chưa có áo phao đâu chị, gì đang nhắn tin cho coi áo phao mai đi luôn. Trả lời chưa có áo phao đâu. Mấy con đầm này, mấy con này là mấy con đầm. Đầm phơm dài nè. N nãy giờ. N. Mấy con này là phơm dài nha. Phơm này giống như đầm giấu quần á. Phơm này giống như đầm nha. Chốt giùm em đỏ là đỏ đầm. Chốt giùm em đỏ đầm. Xanh da trời đầm và cà phê sữa đầm. Đó. Mấy con này xả cho mấy chị 70.000 luôn. Dạ chị Liên Phước có muốn lấy cái quần đen giống như em đang mặc không Liên Phước ơi? Liên Phước có muốn lấy cái quần đen này không Liên Phước ơi? Quần đen ba ghi. Phơm đẹp á. Coi gần nè mấy chị đẹp ghê luôn. Mấy chị coi nè. Mấy chị coi cái chân quần nè, có size tới 100kg luôn nha. Đỏ của Liên Phước nè, 70.000 của Liên Phước nè. Cái mấy con này nó giống như phơm đầm á mấy chị. Ha, đầm đỏ của Đỗ Quỳnh Như 70.000 nè. Em còn hai con xanh da trời.
À, tâm đầm của kẹo Bông Gòn nè. Tâm đầm của kẹo Bông Gòn. Ủa, mấy cái này còn ghi chưa? Đổ Bình Dương ghi chưa? Rồi cái hồi nãy ghi chưa? Còn một con cà phê sữa. Còn một con cà phê sữa của chế Nghe Đông nè. Nghe Đông 70 ngàn. Nghe Đông 70 ngàn. Nghe Đông 70 ngàn. 70 ngàn Nghe Đông. Em có một con lon tím 90 ngàn. Ai chốt lon tím chốt lên giúp dùm em lon tím 90 ngàn nha. Lon tím 90 ngàn. Đây. 60 đến 90 kg lon tím 90 ngàn. Hết chưa mấy chị? Ừ còn con màu ruốc bán luôn. Em còn con màu ruốc nè. Phơm đầm luôn mấy chị. Lấy luôn không Liên Phước ơi? Chốt luôn cho Liên Phước nha. Chốt luôn cho Liên Phước màu màu gì đây? Nè chốt Liên Phước 70 ngàn đi. Chốt Liên Phước 70 ngàn luôn đi. Em có một con đen ba cô gái dưới 80 kg. Ê ê ê, ai chốt đen cô gái? Đi của ai vậy? Hả? Em có đen ba cô gái. Hốt áo vô còn hơn. Đen ba cô gái dưới nhiêu ký quên mẹ. Ngày mai hoặc là ngày mốt sẽ về áo cổ tim tiếp đó nha chị. Cho em thùng bánh hai. Lấy thùng bánh mua chia cho chị Vi Bích kìa con ơi. Lấy thùng bánh mua chia cho chị Vi Bích. Cái loan màu xám đẹp lắm nha mấy chị. Rồi bộ cô tông 101 ai chưa chốt chốt giúp em nha. Còn qua bển. Bộ cô tông 101 ai chưa chốt chốt giúp em. Nó nằm ở nhà sau nó buồn hay sao quá trời. 60 đến 80 kg, 82 kg cũng vừa mà vải đẹp lắm á chị. 101 ngàn bộ. Chị nào chốt bộ cô tông chốt lên giúp giùm em nha. 101 ngàn vải mát lắm. Vải mát kinh khủng luôn nha mấy chị. Em nói mấy chị làm những cái bộ này vải mát mê lắm. Mê mẩn luôn. 110 ngàn một bộ. Em còn được 7 bộ. 110 ngàn một bộ. Em còn được 7 bộ nha mấy chị nha. Còn 7 bộ mấy chị ơi. Bánh này thì 90 ngàn một hộp nè. Bánh này thì 90 ngàn một hộp. Bánh này 90 ngàn một hộp. Kẹo kẹo dẻo á mấy chị. Nó mất thùng mochi ai giấu của con rồi. Đây. Kẹo dẻo á mấy chị thì là 50 ngàn một hũ. Bộ cô tông như ký 60 tới 82, 83 kg dừa. Kẹo dẻo thì 50 ngàn bịch mà hai bịch thì 90 ngàn. Ha mấy chị ha. Cô tông của Tân Quý Linh nè. Vải đẹp. Chị nào mà 90 kg thì nói em lấy số 2 nha. Chị nào 90 kg thì nói em lấy số 2. Nhà Lucy nè. Tân Quý Linh nè. Chị Cát Tường nè. Phải áo với quần không vậy? Kiểm tra Cát Tường nè. Cát Tường nè. À, bộ cô tông của chị Trân Anh Bót nè. Chị Trân Anh Bót một bộ 101 nè. Cô tông của chị Thanh Thảo Quảng Ngãi hả? Có không? Phải Thanh Thảo Quảng Ngãi không vậy? Đi ra coi cái con cô tông của chị Thanh Thảo Quảng Ngãi là 101 của Thanh Thảo. Anh ơi nhắn tin đọc giúp em. Ok bộ cô tông của biết sai trăm sai lớn nè. Đúng vậy. Biết sai trăm một bộ nè. Mấy chị hút bộ này em hút cho con có không hả? Ừ hết rồi. Còn cái đây là bánh mochi nè mấy chị. Là đúng rồi, là 200 ngàn một thùng. Nằm trên cùng á mấy chị, 200 ngàn em còn đúng 4 thùng thôi. Đó, là 200 ngàn thùng mấy chị. Bánh này nó không có ngọt lắm đâu, nhưng mà hàng này đúng hàng Nhật mấy chị. Ở giữa nó có nhân đậu phộng. Rồi, sao giờ nguyên cái bì đồ em giờ dồn đóng làm sao anh nhớ được hết nhung vỏ. Gì vậy, được nói vậy. Thể thao, cái áo khoác, cái áo nam, làm gì. Để bánh này ngon lắm. Em biết không? Biết anh chọn hay cho em nguyên bao bự kìa. Không. Sao nhớ hết? Đâu bộ. Cái bộ này 106 là ngon ơi. Cái bộ này 106 nè. Cái gì? Cái bộ này 106 là ngon, vải đẹp ghê ngon ơi. Nè, mọi người ơi. Mới về luôn.
mới về thật thì rồng rẻ luôn mấy chị, mới về luôn, 160 ngàn, 160 ngàn chốt giùm em là bộ beo đi, bộ beo áo thun đi mấy chị ha, bộ beo áo thun. Rồi cô Tâm, đợi chút xíu nha, em kiếm đồ ra bán cho mấy chị. Bé Lùng ơi, con lôi cái áo thun mà 100 ngàn, mẹ thun 120 ngàn một cái mà ra đây áo 3D bán cho mấy cô đi. Cái áo thun bị mắc phong long mà từ ngày con thích tới giờ á. Hả? 7 chai nước vô nè. Rồi để rác liền cho. Bộ beo áo thun 160 của chị Thấy lên lò của chị Nguyễn Trang Trang. Bộ này vải đẹp, 160 ngàn của chị Nguyễn Trang Trang. Chị Nguyễn Trang Trang hồi nãy lấy quần tay chưa chị Trang? Qua rồi. Trần Anh Bó. Mới thấy có bèo. Mà chút toàn ra. Có rin nem nhưng mà size 29, 30, 31 rồi chế ơi. Để bữa nào em me một cái lô mà kiện rin, mà rin nem mà hàng sinh nhật mới 100% mà em lo cái kiện nó về bán cho mấy chị. Ôi cái kiện đó là mấy chị mà đụng vô áo là mấy chị mê lắm. Em nói thiệt, giờ bán sao đây, giờ bán hai áo đi, hai áo 100 ngàn, còn như em lỗ em bù cho giờ em không biết nói làm sao luôn với cái lô áo bé Lùng thích luôn á mấy chị. Đẹp Lùng lựa chưa vậy cha, con lựa đó, con lựa đi đó, thằng đó mày thích cho cố vô đó, mày thích cho cố, em 90 kg nha mấy chị, mày thích cho cố vô đó, cứ hai áo 100 ngàn à mấy chị, hai áo 100 ngàn nha. Nói chung là hai áo 100 ngàn mấy chị, mặc dưới quần sọt nó dễ thương lắm. Hai áo 100 ngàn, áo 3D. Cái gì anh Tư? Để chú sọn đi anh, bỏ hồi đó đi. Cứ hai áo 100 ngàn đủ hết nha mấy chị. Em nhận rồi. Quá buồn. Hai áo 100 ngàn mấy chị. Hai áo 100 ngàn. Hai áo 100 ngàn mấy chị ơi. Nói mấy chị ơi, vải cô tông mà trời ơi nó đẹp lắm luôn á. Vải cô tông đẹp lắm mấy chị. Vải cô tông đẹp mê say say đắm lòng người luôn. Đưa bộ cô tông lên em xem. Ủa nãy Nguyễn Điểm lấy rồi mà đưa bộ cô tông gì nữa. Cứ hai áo như vậy nè mấy chị, hai áo hai mẫu. Cứ hai áo 3D như vậy nè, nam nữ mặc đều được ha. Hai áo như vậy á mấy chị là 100 ngàn. Bi thích không? Bữa giờ lấy chưa? Rồi hai áo 100 ngàn quý vị ơi. Mua giùm em cái mấy chị. Từ ngày con Lùng nó nói nó thích cái bao áo này tới giờ em không biết làm sao luôn á. Thiệt. Hai áo của Đỗ Quỳnh Như. Ừ vậy đi Như. Từ ngày đưa áo về con Lùng nó kêu thích một cái. Tao còn một đống luôn. Tao không biết gì sao. Đưa cái bao cô tông màu tím này lại bán cho mấy chị luôn. Hai áo 100 ngàn của Đỗ Quỳnh Như nè. Đưa cái bao cô tông tím con. Hai áo của Đỗ Quỳnh Như, từ ngày đưa áo về con bé Lùng nó kêu thích tới giờ em không còn gì để em mất. Em 90 kg mà em mặc vừa đó chị Nga Đông. Hai áo của chế Kiều Ngọc, trời ơi cảm ơn Kiều Ngọc luôn. Từ ngày con Linh Lùng nó nói thích tới giờ cuộc đời chị đi xuống luôn. Nè đừng ghi nữa. Đây hai áo của Kiều Ngọc, đưa bộ cô tông lên xem mua giùm. Nhưng mà cô Tâm giờ size lớn rồi nha. Đây chị. Mẫu mùa xuân sang. Đây cô Tâm. Cô Thị Tâm lấy hai áo của Nguyễn Ngon. Từ ngày con Lùng rồi làng quê tới giờ. Hai áo cô Tông của cô Ngân Hưởng nè. Cô Ngân Hưởng hai áo cô Tông. Cười gì má, áo hàng bán không được mà má cười má. Coi thử cô Biêu cũng nãy giờ đặt cái gì có đó hết chứ. Bảy áo cột là cái bao áo thun hay vậy? Đây nữa nè. Còn có bao áo thun lại. Nghe đâu hai áo. Chọn cho chị con trai mặc. Mẫu này trai gái gì cũng dễ mặc hết đó chị. Hai áo 100 ngàn. Thấy vui ghê. Rồi hôm nay xả bộ cô Tông nè. Hai áo của Ngọc Tân. Ngọc Tân biết mua hàng hay chưa chứ bên viện là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha.
Cô Yên 90kg nha con. Cô Yên 90kg không yếu một lạng luôn. Ủa chị Vi Tu nãy giờ lấy cái quần tây như vậy, đưa cái quần tây đi con, quần tây em đang mặc nè. Chị Vi Tu nãy giờ lấy cái quần tây lửng này chưa? Quần tây ba ghi lửng lấy chưa? Ai chưa lấy làm ơn lấy giùm tôi một cái. Coi cái phơm quần nè mấy chị. Coi cái phơm quần xưởng nhà em nè, trời ơi nó nhức nhối, nó nhức nách luôn. Ai chưa lấy quần tây báo lên giùm em nha. Ai chưa lấy quần tây báo lên giùm em với. Ai thêm hai cái nữa lấy khác kiểu nha, mua cho bồ bé My mà lấy khác kiểu. Đưa coi cũng không hưởng, nãy có trùng màu không, từ từ nha, màu này trùng không? Không, không trùng á. Lên hai cái đó không có trùng đó. Rồi không trùng bốn cái. Chị Tài Ly lấy hai cái. Hai áo di lục thành phố. Nói cho áo đẹp lắm đó chị. Chị Tài Lê hai áo. Di lục hai áo. Em hai quần ba ghi em có gửi tin nhắn rồi. Rồi để em chụp lại để em nốt ra quần về cái em giao chị Trang liền á. Không quần đẹp chị. Trời ơi mấy chị ơi, thật sự luôn cái quần phơm đẹp. Quần phơm đẹp quá trời, coi nè. Quần phơm hơi bị đẹp thấy chị. Quần này có size tới 100kg ha. Quần này là mấy chị không mua chừng nào mấy chị mua nữa mấy chị. Em nói thiệt luôn á. Quần này không mua chừng nào mua nữa mấy chị. Em không biết chừng nào mấy chị mua đẹp bằng mua cái quần này mà nó đẹp như vậy luôn á. Hai quần của ai? Chị Ngọc Tân và Ngọc Phi Trần. Chị Ngọc Phi Trần. Hai áo của chị Kẹo Bông Gòn. Mấy cái này mặc phơm hai vợ chồng mặc cùng nhau cũng đẹp nha mấy chị nha. Hai vợ chồng mặc cùng nhau cũng đẹp. Các ai ạ? Tới Kiều Bông Gòn hả? Cô Cát Tường. Lấy của Kiều Ngọc lên đây để lựa cái màu khác cho Kiều Ngọc em. Kiều Ngọc lấy hai áo của Kiều Ngọc ra. Anh ơi lấy hai áo của Kiều Ngọc cho ông Bi. Nè kiểm tra coi thử. Con này trùng này, đưa đây. Đưa một con này đây. Rồi đưa ba áo, còn áo nữa. Còn áo nữa, lựa màu khác cho nó khỏi dúng. 1, 2, 2, 3, 15, 50. Con này, Dũng không? Rồi Kiều Ngọc 4 áo. Dũng đâu? Dũng đâu? Đây đây. Dũng cái này. Con cái gì? Con. Đó. Cái này phải không? Rồi, của Kiều Ngọc. 4 áo khác hình với hai cái quần. Hồng Hạnh nhiêu ký vậy? 4 áo khác hình. Hồng Hạnh nhiêu ký? Hồng Hạnh ơi, Bớ Hạnh ơi, nhiêu ký? Hạnh ơi nhiêu ký à Hạnh? 4 cái áo là biết rồi nè. Coi nhiêu ký mấy cái quần nè Hạnh ơi. Đúng rồi Hạnh ơi, 80kg. 4 cái với cái quần 3 ghi size XL luôn con. Trời ơi quần này về mà không đẹp em ăn tiền thôi á. Đưa quần ra quay cho gì. Rồi lấy tiếp XL cho chị Trăng Anh Boss đi. Trăng Anh Boss một quần XL 200. Vi Tu một quần 100kg. Quần này về mà mấy chị không ghiền cái quần em muốn xỉu với mấy chị luôn á. Vi Tu một cái 100kg. Hồng Hạnh Long An 414. Hai áo của chị Hương Cao. Hai áo của chị Hương Cao 100.000. Nguyễn Huyền cho hai áo cho con Sam lấy 4 áo luôn chứ. Đẹp mà. Hai áo của chị Nguyễn Huyền 100.000 công nhận. Từ ngày bé lùng đó quen cái muốn chết luôn á mấy chị. Quở ngõ hoài trời. À áo ta nghe con ta chị. Dạ nó free size á chị. Nó free size á nha. Trời ơi. Cái gì mà con tôi thích là giờ nó dày nè mấy chị. Con giấu con bê đi. Không giấu. Có ai mua nữa không mấy chị ơi? Mua giùm em một cái. Trời ơi khác nhau. Trời mày đau lòng lắm. Chứ hổng giờ trong bụng gái. Có ai mua giùm em áo nữa không mấy chị?
có ai mua áo giùm em nữa không? Không, quần đẹp lắm nha, quần đẹp lắm nha mấy chị. Quần này mà chị nào không lấy là mấy chị nên coi lại ha. Ủa, ai lấy hai cái quần vậy? Hồng Hạnh lấy hai cái quần thêm cái nữa con. Hồng Hạnh nãy kêu lấy hai cái quần mà mình lên mới lấy có một cái à. Em hỏi mấy chị chứ quần giày không lấy, lấy quần gì nữa mấy chị? Đây. Quần này không lấy lấy nè, quần này nè con hả? Nè, ít lần. Quần này không lấy lấy gì nữa mấy chị. Ha? Không có lấy cái gì nữa hết trơn á trời á. Để em dặn nó may lại lô quần này nè. May lại lô quần lẫn. Được cũng bao đen rồi. May lại lô lẫn. Nhớ có quần. Hay. Nhớ. 8. 10. 8. 8. 8. 8. Nè. Lấy cái quần. Lấy rồi. Lấy cái quần cho ngon đúng không? Từ từ chốt và ngon một quần. Ngon một lửng. Chốt lại cho quần hết rồi. Mua 3 năm mà mới nghe 7 đọc cái tên. Chị Long An. À. Giờ mới đọc tên gì đó, xả bộ cô Tâm nha. Xả bộ cô Tâm cho mấy chị. À, bán con áo này cho mấy chị 70.000. Hồi nãy ai lấy cái con áo vàng rồi thì giờ lấy luôn mẹ con áo xanh đi. Ha, con này mặc quần phọt rin hay quần rin đẹp lắm. Rồi còn con bán luôn mấy chị 70.000. Chốt giùm em xanh bọt chuối. Cái màu xanh này ít thấy, ít nổi lắm mấy chị. Để xếp giùm con ở trong quần sát vô đây cho đẹp đẹp chút rồi bảy. Xếp ở trong quần này bảy không? Ai ăn kẹo giấu ở đây vậy? Đúng tôi quá. Nè, cho đi á. Sukuna. Áo xanh của Sukuna rồi con. Áo xanh Sukuna. Áo xanh á. Sukuna. Nhiêu chị? 70.000. Mấy chị chờ em đi đá một cái nữa chị. Đóng gì? Vi tu đi cho nó lòng, cái gì? Con gái thời chưa đâu. Ủa, Vi tu mới lại con. Nhờ Vi tu đừng tin con. Giỏi quá, mày làm ngày rồi, chẳng mày làm, giờ mày hỏi đi chưa? Ừ hả? Ừ. Con hả? Nên là thấy chưa? Vi tu đừng tin con. chỉ đường cũng vậy. Mất lòng nên vậy. Chỉ được má tao bị nó lừa hoài à. Cái đây mấy ngày bữa rồi trước hồi xưa bên kia nha, rồi bữa chích ngừa mới đây cũng vậy nữa. U má tao tưởng chỉ rành đường á, đường này đường ba, đường này là bự ba. U má tao lỗi thôi, đi ra đường Âu Cơ luôn. Sai lầm nhất là u má đi dọc đường mà nghe lời với lục với chỉ đường. Xả bộ cô Tâm. Vậy thôi, để chút nữa em xả cái bộ và quần dài này cho mấy chị luôn ha. Chút em xả cái bộ quần dài này cho mấy chị luôn. Xả bộ cô Tâm. Bộ này nhiêu? Bộ này 180 á chị, tại vải rất là đẹp. Sau đó xả 160. Giờ chốt một phát cuối cùng xả 120, 180 còn xả 120 nó còn nhiều. Xả 101 đi. 101. 101, 101 nha. 101 nha. Đây. 65 kg. Tới một nùi ký. Lù đạn rồi học nè. Hạnh lù đạn quá. Đây mấy chị ơi. Bộ này là 60 đến 80 kg nha. 60 đến 80 kg. À, size số size này là dưới 75 kg được nè. Size gì đó quên nè. Má nào trời. 101.000 nha, ít lò. 101.000. Có bộ 2 thì rộng hơn nha mấy chị. Áo vàng của em chốt là áo đừng lấy phơm đầm nhé. Ủa chị Dung hồi nãy đưa cái hàng sale gì lên là chốt chị Dung cái đó chứ không chốt cái khác đâu chị. Lấy bill của Nguyễn Dung đổ ra coi nè. Con không thấy nghe Nguyễn Dung cũng không thấy gì nha. Chị Dung
Bộ 101 nó có nhiều màu lắm chị, màu trắng, màu đen, màu hồng ruốc. Ở nãy giờ chị Nguyễn Dung không có cái đồ nào luôn á. Màu vàng, màu vàng, màu tím, màu trắng có size tới 85 90 tí nữa. Rồi màu xanh ké, coi thử Nguyễn Dung mua nãy giờ đâu. Nguyễn Dung nãy giờ chưa có gì hết nha. Kiểm tra đi nha. Châu đúng không? Châu cũ có đúng không? Đó, cô kêu vậy. Nãy giờ chị Dung chưa có cái đồ gì hết á. Nãy giờ chị Dung chưa có cái đồ gì hết trơn nè. Lấy bộ màu trắng của Đỗ Quỳnh Như, là lấy bộ nhỏ để Đỗ Quỳnh Như nè. Chị Trang lấy màu gì báo cho em nha. Không có quần dài, quần dài ngày mai, ngày mai hoặc là ngày mốt giờ kịp có lên lê, bây giờ quần lửng thôi. Màu vàng hả? Tao đọc tao ra nó màu trắng gì vậy? Mấy tao đọc hay vậy ta? Trời ơi, động khác, Đỗ Quỳnh Như nè. À, bộ trắng với bộ tím. Bộ trắng mới đâu rồi? Lấy bộ trắng cho cô ấy đi. Bộ trắng với bộ tím của cô Nguyễn Trang Trang nè. Chị Dung ơi, nãy giờ chưa có đồ của chị Dung nha. Màu đen hả chị Hương Cao, để em kiếm cho hết đen. Bộ này 101 hết. 101 hết. 101. Rồi đây bộ Hương Cao màu đen nè. Chị Hương Cao bộ màu đen nè. Bộ màu đen ha, ba la sai nhỏ nhất màu đen của chị Hương Cao nè. Bộ màu tím của Cát Tường có chứ vậy? Cát gì đây, qua đây. Bộ tím Cát Tường có chưa? Mấy chị ơi lấy hồng ruốc đi mấy chị. Đây áo hồng ruốc quần đẹp lắm mấy chị ơi. Hồng ruốc hai bịch kèo của chị Ngọc Tân. Ủa, bộ màu tím hết tím rồi. Bây giờ còn xanh nè. Bây giờ còn xanh nha. Chị Ngọc Tân, chị Ngọc đi cần em vô bóc chị vừa vào cái hai bịch kèo của Ngọc Tân. Bộ hồng ruốc đẹp lắm mà sao mấy chị không lấy mấy chị ơi. Hồng ruốc đẹp lắm, mấy chị lấy giúp em đi. Hồng ruốc xanh kép ha. Hồng ruốc. Hồng ruốc của BB nè. 101.000, còn ai nữa mấy chị? À, bây giờ còn hồng ré, hồng ruốc đen với xanh kép. Bỏ bộ ngay cầu thang nha con, tập thể dục coi vậy. Ngày nào cũng có đồ mới hết. Bà để đồ cho mình là bà không vui luôn. Hết tím hết xanh. Xanh gì vậy? Cá tường. Lấy thêm không mấy chị? Lấy thêm không mấy chị ơi? Có lấy thêm không? Có lấy thêm không? Có lấy thêm cái gì không? Báo em nha. Mạnh dạng lên mấy chị ơi. Cả còn 101 còn được mấy bộ nha. Lai mạnh mạnh đi mấy chị. Có một con áo. Áo sơ mi ngang dưới cùng ở 7 à 7 thì làm như vậy. Áo này 140 nè. Áo này dưới 85 kg 140. Lấy hai con lên dệt bỏ ra đây nè, đó. Con áo lên dệt đó vậy à. Rồi xong chưa mấy chị, xả cái bộ này nè. Xả cái bộ này em đảm bảo với mấy chị là mấy chị hốt bật 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 liền. Nhưng mà còn hai size thôi nha. Xả luôn. Tại vì hôm qua định đưa lên hàng chính quy lại để bán nhưng mà nó lại hết size mấy chị, nó hết size. Hai mấy chị ha, coi quần dài nè. Bộ này em có size L dưới 72kg và size XL dưới 82kg hết rồi. Xả cho mấy chị 170.000, dễ thương không? Em nói thật sự với mấy chị là bộ này hơi bị đẹp luôn á. Quần dài nữa xả 170. Có đồ chờ, có đồ chinh cô beo. Đồ gì chinh cô beo là gì? À Giáng sinh đó hả? Lấy cái áo Giáng sinh của thử Đỗ Quỳnh Như chịu không? Về mặc cái áo Giáng sinh đó, đó lòi ra. Mặc cái áo Giáng sinh với cái quần slip nha. Đây mẹ. Chăm tư ớn còn chinh đa beo nữa chứ. Nó mệt mày quá Đỗ Quỳnh Như nè, chinh đa beo nè. Đó chăm tư, đẹp không? Về mặc cái này với cái quần lót vô. Cầm cái chuông đi vòng vòng xung quanh sớm. Kỳ Kỳ Nguyễn nè. Bà quýnh nó, bà đâu kêu anh quýnh nó đâu. Mệt ghê, mệt luôn á. Rồi đi ra hả?
Kiki nè, Kiki 170 nè. Bộ này vải đẹp lắm chị Kiki. Bộ em lo của Kiều Ngọc. Đi vô. Kiều Ngọc xanh lò nè. Né rồi, 1, 2, 3. Alo, alo, con đây nè. Né, để với mẹ. Kê, mẹ. Dạ, 1, 6, 8. Rồi, lên đầu luôn trời. Buồn quá, lên đầu luôn. Trăm tơ của Đỗ Bình Như. Có một cái con chinh đa beo màu xanh lá cây nữa, kiếm có thừa có không luôn. Trong cái bao áo len đó luôn á. Trăm tư nè. Có thừa có cái chinh đa beo mà xanh lá cây đó không? Gì vậy? Chị Cát Tường hỏi độ đổi hai bộ gì kìa anh ơi. Kêu chị Cát Tường hai bộ đó giá nhiêu, đọc giá báo qua gửi lên mình đi. Trời ơi cái bộ đẹp vậy mấy chị không lấy em chị cái. Đúng rồi, đúng rồi. Đây con này cũng chinh đa beo nè. Chinh đa beo mặc con lót đi vòng vòng nè. Đây. Chinh đa beo. Chinh đa beo, chinh đa beo, chinh cái đầu con heo. Tại ơi. Cái nào này tại để con trước cửa gương luôn ơi. Để con xuống coi thử con đồ này nữa. Ê chắc cái đồ chỗ này đẹp đẹp một chút ơi. Áo cô Tâm còn hai con nè. Áo cô Tâm này 170 còn hai con, còn hai con bán với chị 150 nè. Ai mua quần này em đang mặc ở báo nha, quần ba ghi nha. Còn hai con cô Tâm em 90kg nha. Còn hai con cô Tâm á, còn bốn con, hai con xanh bơ và hai con xanh ngọc. Trời ơi vải vải đẹp lắm mấy chị ơi. Xả còn hai con, còn bốn con cho nên xả mấy chị 150. Ai mà mê cô Tâm thì hốt con này ha. Ai mê cô Tâm hốt con này cho em. Chị Hồng Dương á, của em là hai cái áo 100. Rồi một bộ cô Tâm 101, áo vàng 70. Bộ cô Tâm 101 còn nè. Áo vàng 70k và 208 với 2000 chiếc là 300k gì tùm lum luôn. Nè, bộ, mới nói chị Dung nè, mới có một bộ cô Tâm 101 với gì nữa anh. Đọc hết đi. Hai áo 100kg, một bộ cô Tâm. Rồi một nè. Áo vàng 70kg, áo 70k. Nói bây giờ chị có đúng bộ cô Tâm thôi. Em 90kg nha. Xả áo cô Tâm này 150.000 cho mấy chị. Có hai màu mấy chị ơi. Có màu vàng ngọc và vàng bơ. Ai chốt vàng ngọc thì chốt vàng ngọc, ai chốt vàng bơ thì chốt vàng bơ. Nó free size nha kiểu bông gòn. Kiểu bông gòn 150 vải đẹp lắm nha kiểu bông gòn. Vải hơi bị đẹp luôn ha. Chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em. Xanh ngọc với xanh bơ. Xanh ngọc với xanh bơ. Hai cái nước à. Xanh ngọc với xanh bơ. Sợ chưa? Nguyễn Dung với Ngọc Dung đâu mà ai với Ngọc Dung được. À, để tôi đi. À. Lấy màu vàng ngọc. Tôi đưa đổi lại đây. Đổi kiểu bông gòn lại vàng ngọc, lấy cái này đi. Quay quay lại thì phải vàng không à. Vàng ngọc. Ủa cái vàng ngọc. Đúng rồi. Ủa cái này vàng bơ kia xanh ngọc. Là bà chốt vàng ngọc là chốt cái gì vậy? Xanh ngọc nha chị, trời ơi, ừ rồi xanh ngọc rồi đó má. Chốt hàng muốn gọn não luôn á chị Bông Gòn. Chốt hàng cái muốn lỏng não luôn á. Cho ăn trái bơ kìa. Chị em chơi bơ. Cho ăn trái bơ, rồi cho trái bơ luôn. Trái bơ 150. Đỗ Bình Như. Trái liệt. Thì mua giùm cái đi mấy má, tự nhiên còn hai con cái nằm chổng chơi giữa dòng đời lạc cảnh. Em bị gác lên đó đi. Bỏ vô. Những cây này phải cái dung trên kia không? Chắc lên luôn. Nó là bơ Nguyễn Thanh Tiền. Bơ. Lấy đi con. Lấy cái lồng. Giữ, giữ cho này. Quăng nó vô, vô giữ. Giữ. Bơ. Nguyễn Thanh Tiền. Để coi đó.
Đây là cái áo đen nè bảy ơi. Phát bơ còn không? Ngọc Hương. Vàng bơ của Ngọc Hương. Tiền ơi, còn cái xanh ngọc Tiền lấy được không Tiền? Còn đúng cái xanh ngọc nè Tiền ơi. Cứu vớt giùm cuộc đời cái đây, Tiền. Còn cái xanh ngọc Adidas nè, có lấy báo giùm nha. Cứu vớt giùm cuộc đời một cái. Hôm nay em còn mấy bộ này xả, mấy chị tranh thủ nhanh tay nha. Có size 3X luôn. Có size 3X. Hết size L rồi. Xả bộ này. Muốn mua giờ hết tiền giải quyết sao em gái và cho nợ chị nuôi cơm em nha. Đơn giản. Quỷ rồi đơn giản muốn chết rồi. Ừ, sô-cô-la, cảm ơn sô-cô-la nha. Sô-cô-la. Đây mấy chị giờ xả bộ này, giờ xả kiểu này chết chứ sống gì nổi. Không mấy chị sống nổi không thì đó tùy chiều mấy chị thôi. Xả giờ em chỉ biết là xả thôi mấy chị ha. Rồi bộ đen này. Mấy chị ơi, xả thì xả cho lòng đau như cắt, nước mắt đầm lìa nha. Cho xả thì xả cho lòng đau như cắt mà nước mắt đầm lìa quý vị ơi. Cho con cái móc với bảy ơi, bảy ơi. Nè, chỉ còn size XL, size 2X, size 3X thôi, size dưới 70kg hết. Cho nên mấy chị trúng máy lắm, xả 160, 260 xả 160. Xả vậy đó, xả vậy là lời thí mẹ luôn á mấy chị. Còn đúng 6 bộ nha. Còn đúng 6 bộ quý vị ơi. Tranh thủ mà chốt đi nha. Chứ không có cái set nào mà đẹp bằng cái con này đâu nha mấy chị nha. Em nói thiệt lòng. Không có cái set nào mà đẹp bằng con này đâu. Mấy chị thấy không? Rồi chốt cho em XL 160 của Đỗ Quỳnh Như nè. Đỗ Quỳnh Như 160. Xếp này ít cực kỳ. Vải đẹp lắm Như. Cầm cái vải này vô mê. Mê tít tà lò luôn á. Hương cao 100kg nè. Đó còn đúng bộ. Chị Hương cao 100kg. Đó đó. Mày hả? Mày hả? Đúng hai cái chân mày chưa? Vậy em lấy em bé lượm mấy. Chứ vậy? Gãy chân. Trời ơi. Đi điên không ạ? Thiên coi, chăm sóc gì? Chăm sóc. Chăm sóc gì? 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 Quá sóc gì? Chăm sóc gì? Chăm sóc gì? Chăm sóc gì? Chăm Thanh Tuyền này có cái bill áo khoác không vậy? Có Tuyền ơi, mấy lùn lấy rồi. Có nha cô. Ủa rồi, có chị nào chốt không mấy chị? Ok. Không chốt, tối nay xả bộ này trên trên XL. Bỏ bỏ giùm con cái bao này trước Hương luôn nha mày. Chỗ không mới lấy á. Áo khoác 220. Chị nào chưa chốt áo khoác 220 chốt nha. Mai em xả tiếp áo thun cho mấy chị. Mai em xả tiếp áo thun 70.000 cho mấy chị nha. Đúng mệt luôn á. Ai hút cái bịch đúng mệt luôn á. Đưa qua đưa lại nãy giờ đưa tới đưa luôn chưa ra được cái bịch luôn. Mấy chị chơi chờ em chút xíu nữa tiếng nữa. Anh ơi thứ mấy lấy đồ ở trên quận giúp anh. Rồi áo khoác nha mấy chị nha. 65kg tới 100kg cũng vừa ha. 65kg tới 100kg cũng vừa 220. Hàng này là đúng hàng Quảng Châu luôn nha mấy chị nha. Hàng này đúng hàng Quảng Châu luôn mấy chị. 220 còn được mấy cái. Bé ơi, mở ra cái gì không? Mở nút ra đi. Chiều này mặc đồ ra đường đúng dân tộc quá luôn à. Nha, nha. Bao nhiêu là cái đồ đẹp qua bển bắt ba cho cái gì á? Cái áo khoác nó bỏ dưới kia hết rồi. Nó lấy áo khoác của baby đó. Bây giờ ở nhà giải thích nó giùm vậy á. Rồi nè mấy chị. Con này là có con tùy còn một con ha. Dễ thương không? Ra đường lẻ mang mình sợ. Dễ thương không mấy chị? Rất là đẹp ha. Rồi chốt con này đi mấy chị ơi. 60 đến 100kg cũng vừa, chốt giùm em Gucci à, Gucci kem 220. Gucci kem 220 nha. Trời ơi dễ thương nè mấy chị.
gu xì kem 220. Chị nào chốt con gu xì kem 220 chốt lên giúp giùm em ha. Con này là gu xì đen. Con này gu xì đen mà gu xì chữ nhỏ nè mấy chị. Con này là gu xì chữ nhỏ nha. Đó, 220 mấy chị ơi. Cái liên dệt chính thống của cái thằng Quảng Châu nó sướng lắm luôn á. Nó hơi bị sướng. Gu xì chữ lớn. Gu xì chữ lớn. Chữ lớn gu xì mấy chị, chữ lớn gu xì, gu xì chữ lớn. Con này rộng rãi nè. Chị nào chốt gu xì chữ lớn chốt giúp giùm em. Gu xì chữ lớn nha mấy chị nha. Ai? Còn ai không? Còn ai không nói giùm em lên một câu đi mấy chị. Mở con trái táo đi con. Mấy chị ơi. Mấy chị đâu rồi mấy chị ơi? Ừ, nó lúc nào cũng đòi đó đó. Hỏi con ơi, dì mở xong rồi bé. Con cắt đi con. Dì mở còn có một nút nữa. Mấy chị đâu hết rồi mấy chị? Lên mạnh mạnh em coi thử có cái gì siêu. Cái gì đây vậy bê? Còn cao. Còn cao. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì bữa giờ? Áo khoác kem. Áo khoác kem đầu tiên hả chị ha? Bộ bi chân váy quần. Cha tới bộ bi chân váy quần bảy cha trước gương luôn, bảy để mai mốt theo. Của chị Trân Anh Bót nè. Con này là con gu xì trái táo nè mấy chị. Gu xì trái táo. Ai chốt gu xì trái táo 220. Ai chốt gu xì trái táo chốt giúp con này rộng nè mấy chị ơi. Con này chị nào 90-100kg mặc thoải mái nè. Chốt giùm em gu xì trái táo con này đẹp ha. Đẹp mà sang. Sang mà đẹp, mà đẹp mà sang. Đó 220. Rồi. Có chốt nữa không mấy chị? Không chốt nữa, để em lên lại bộ này cho chị Nguyễn My chốt bộ cho em nghỉ nè. Chị Nguyễn My chốt bộ này cho em nghỉ nè chị My ơi. 160.000đ là lùng ghi giá đi con ơi. 160.000đ bộ này kèm với quần beo nha. 160.000đ. Chị nào chốt bộ này 160.000đ chốt lên giúp giùm em 160.000đ nha mấy chị nha. 160.000đ bộ này. Chị nào chốt lên giúp giùm em. Hả? À. Anh Tư ơi, lấy cái cục mà màu xanh với màu bò nè. Bỏ lên cái chỗ bộ bộ công sở beo á. Bỏ lấy cái cục đó bỏ qua đá đi. Còn chỗ đá chắc nó beo lên đúng rồi. Chắc đại vô một cục đây. Ghi là bò bật khỏi ghi cho con. Còn lấy ghi lửng không cho em hai cái. Dạ chị Trang luôn phải không? Coi lại cái chữ nhỏ đi chị, chưa kịp. Dạ ông tôi chị. Khoát kem còn không? Khoát sữa còn. Đây hả chị sô-cô-la? Vậy cho anh bót. Rồi chân nó lấy rồi. Anh bót lấy rồi mẹ gì vậy anh? Dạ. À áo khoác cái gì? Áo khoác sữa là cái gì? Dạ. Lẽ này á phải không chị? Dạ. Sô-cô-la 220 nè. Cái đầu xếp vô quá trời. Cái em cũng 40 rồi, em có thua chị đâu. Đây là chữ nhỏ nè chị Huyền ơi. Đây là chữ nhỏ nha. Đây là gu xì chữ nhỏ chị. Chị Trang lấy hai quần legging lửng 70kg vào. Để em lưu vô, hồi nãy của chị là hai cái quần rồi. Hai cái quần dài đúng không? Trang Nguyễn. Hai legging lửng. Của chị uống tóc Hoàng Anh đừng có gửi bill nha. Thank you.
Rồi nghĩ nha mấy chị, có quần jean nào 60kg à, lấy cho thấy, lấy cho chị thấy quần jean nè. Có chị Kiki Nguyễn. Có chị. Nhưng mà nó hơi đắt được không chị? Tại vì quần Hàn Quốc đó, nó phải hơi đắt chị. Ok không? Báo giùm em nha. Quần xúc nó phải hơi đắt, chị chịu không? Thì em lựa cho chị đó cái kiểu giống vậy nè. Nhưng mà em nói chị nghe, chị coi, chị vô Facebook em mà chị coi cái form nó đẹp lắm. Chị coi cái form nó đẹp bà cố luôn. Con này size 60kg nè. Con này đẹp nè chị. Con này đẹp nhưng mà hơi rách, chị chịu không? Đó chị Kỳ ơi, chị chịu không? Chịu hay không báo giúp em ha. Gucci chữ nhỏ, đúng rồi chị, Gucci chữ nhỏ mà. Đúng rồi, cái Gucci mà em thử á, chị thấy liền màn cửa. Đây nè. Có rất ít thôi hả chị? Chị ơi, bill của chị Kiki Nguyễn nhiều không anh? Mấy con đó nè. Để bill chị Kiki Nguyễn lại đi. Mai lựa chị Kiki. Mà mai mốt Vin mới về. Mốt vô lựa buổi trưa nha chị. Mốt chị Kiki vô lựa buổi trưa ha. Nhắn cho em một cái tin trong fanpage là bill của Kiki để lại đi. Nói anh Bảy để bill Kiki lại chứ không ổng quên ổng làm á nha chị.